Nam Mô Bụt Thầy. Đây là chương trình. Dạ cảm ơn cô tu nữ Tịnh Hạnh và Thích Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thá Thâm Má trên mạng Internet qua Banh Thóp, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối và Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2021. Phật lịch 2565, môn học tương ương bộ Samyut Tanikaya, bài 4, kinh Nan Đá Ná, Nan Đá Ná Xuất Tăng Viên Giác, chương 2, tương ương thiên tử. Cô đọc do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt và Thượng Tọa Giác Đẳng biên soạn, mà hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ được Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên để vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, bài học hôm nay môn học tương ưng bộ Samyutta Nikaya, dạ, bài 4, kinh Nan Đá Ná Xuất Tăng Viên Giác. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trị Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay và con kính dâng mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tân cùng Chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị,
Hôm nay chúng ta sẽ nói về, sẽ học về cái ý nghĩa của sự thành tựu giải thoát giác ngộ. Được gọi là một vị giải thoát không phải bỗng nhiên đạt được một đích điểm nào đó, mà ở đây chúng ta cần phải hiểu là do một cái quá trình tu tập, cho nên sự giải thoát cần phải hiểu rằng trước đó các vị đã tu tập những gì cần phải làm để làm cái nền tảng kiên cố vững chắc, rồi đến cuối cùng thì các ngài mới đạt đến sự giải thoát. Và gần như trong tất cả bài kinh mà chúng ta đã được học qua đó, chúng ta thấy cái sự giác ngộ, giải thoát bao giờ cũng phải đi theo cái trình tự. Thứ lớp có trước có sau. Trong bài kinh này quý vị, thiên tử Nandana đã bạch hỏi Đức Phật về làm như thế nào để gọi là một vị có giới, có định, có tuệ, làm sao mà vị ấy vượt sầu não được. Thì Đức Phật ngài đã giải thích bằng một bài kệ. Ở trong cái bài kệ đó, nội dung nó cũng đơm na như trước đây chúng ta đã học tương ưng bộ mà bài kệ một vị thiên tử đã hỏi Đức Phật. Nội truyền và ngoại truyền, chúng sanh bị truyền phược, ai thoát được truyền này, câu hỏi Gotama. Thì lúc đó Đức Phật này cũng đã nói lên cái sự trình tự của sự tu tập. Người có trí trú giới tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng thì khéo ấy thoát triền. Thì ở đây cái bài kệ này cũng tương tự như vậy. Cho nên cái việc tu tập, chúng ta hạ quyết tâm, có nguyện vọng, nhưng mà chúng ta đừng quá nôn nóng. Khi mà chúng ta chưa có được cái nền móng thì chúng ta chưa thể nào xây dựng một cái tòa lâu đài được. Bây giờ chúng ta hãy nghe cái phần chánh kinh của bài kinh ngày hôm nay. Sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng Vi Ẩn Sư của ngày thứ tư sẽ giảng giải ý nghĩa này. Xin mời cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sư lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân
Ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ cảm ơn sư Hoa Nguyệt. Dạ con kính tri ân sư. Dạ con xin sám hối với cạo trạng. Dạ nãy con nó bị trục trặc đường nét một chút ạ. Dạ con xin đọc phần chấm kinh. Kinh Nam Đá. Nam Đá Ná. Nam Đá Ná Xuất Tăng. Chương 2. Tương ưng thiên tử cô độc. Xin đọc lại. Kinh Nam Đá Đá. Nam Đá Ná Xuất Tăng Viên Giác. Chương 2. Tương ưng thiên tử phẩm cấp cô độc. Giác ngộ giải thoát đúng nghĩa là không phải chỉ đạt được một điểm nào đó được xem là tối thượng, mà là kết tinh sau cùng của một quá trình. Bản thân của Đức Thế Tôn và những đệ tử đi theo sự hướng dẫn của Ngài là những bậc đã những gì cần làm và mang thân tối hậu. Điều cần làm là thánh đạo, tám chi phần, hai tam học tăng thượng và đạt được giải thoát tăng thượng. Nhờ bước đầu mà có bước sau cùng. Bước sau cùng cũng có được nhờ khởi sự của bước đầu. Trong ý nghĩa rốt ráo thì tất cả bậc thánh bằng cấp này hai cách khác, sớm hay muộn đều sẽ đạt được đích điểm sau cùng sự viên mãn giác ngộ, giải thoát. Vì đó là con đường điểm đến của thánh đạo, tám chi phần. Kinh văn. Đứng một bên, thiên tử Nan Đa Na nói bài kệ với Thế Tôn. Con hỏi Gotama, bậc đại giác toàn tri. Bậc đại giác toàn trí, con hỏi đấng Thế Tôn với tri kiến vạn năng. Người nào gọi trì giới, người nào gọi trí tuệ, người nào vượt sầu khổ, người nào chư thiên lại. Thế Tôn, ai hậu trì giới luật, trí tuệ, tâm tu trì, chủ tâm vui thiền định, tâm tư trú chánh niệm, tất cả mọi sầu khổ được trừ diệt đoạn tận, các lậu hoặc tận trừ, sống với thân tối hậu, vị ấy gọi trì giới, vị ấy gọi trí tuệ, vị ấy vượt sầu khổ, vị ấy chư thiên lại. Bản hiệu đính. Thiên tử, con hỏi Gotama, bậc toàn tri diệu giác, ai là bậc giới hạnh, ai là bậc trí giả, ai là người thoát khổ, ai chư thiên kính lễ. Thế Tôn, người hậu trì giới hạnh, có tuệ, có tu tập, có định niệm thiền chứng, không còn mọi sầu khổ, lậu hoặc đã đoạn tận, sống với thân tối hậu, vị ấy bậc giới đức, vị ấy bậc trí giả, vị ấy bậc thoát khổ, được chư thiên kính lễ. Thích văn. Buddha mi tăng Gotama phù ri bành nha, con hỏi Đức Gotama bậc toàn tri. Anna quá tăng phá gá quá tô nạ nhà nát đá sanh năng, đấng Thế Tôn với vô biên trí. Ca thằng vi thằng xì la hoành tăng quá đành tiết, người như thế nào được gọi là bậc giới đức. Ca thằng vi thằng bàn nhắc hoành tăng quá đành tiết, người như thế nào được gọi là bậc trí giả. Ca thằng vi thô đức ca mắt tích cha iriyati, người như thế nào được gọi là bậc thoát khổ. Ca thằng vi thằng đề quá tà bù cha dành tì tích, người như thế nào được chư thiên kính lễ. Dù xì la hòa bành nha hòa hà quy tát đồ, ai trì giới có trí tuệ có tu tập. Samma hi tơ cha na ra tơ sách đi ma, có định thiền chứng niệm. Sắp bát sa sô ca quyết
Kata Bahina chấm dứt tất cả sầu khổ. Khi na qua sơ Atimade Hathari lậu tận mang thân tối hậu. Ta thà quy thằng xì la quanh tăng quá đanh tiết. Đó là người được gọi là bậc giới đức. Ta thà quy thằng bàn nhóc quanh tăng quá đanh tiết. Đó là được người được gọi là bậc trí giả. Ta thà quy sợ đúc khamát tích cha y ri giác tích. Đó là người được gọi là bậc thoát khổ. Ta thà quy thằng đề quá tà bù cha dành tì tí. Đó là người được chư thiên lễ bái. Thích nghĩa: bậc viên mãn giới tăng thượng, định tăng thượng, tuệ tăng thượng và giải thoát tăng thượng được xem đã đạt tới đỉnh cao của thành tựu. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Hiệu Đính và biên soạn giáo trình Thượng Tọa Giác Đẳng: chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Thai Giá, con kính nhân Minh Đinh Sư. Alo, quý vị có nghe được không? Lúc nào quý vị mà thấy quý vị thấy không có nghe được, quý vị Quang Hỷ cho biết. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Thầm Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con pháp đăng kính đảnh lễ Đức Phật, được tăng. Nhân kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Thầy Tri, Đại Đức Thầy Đức, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào ý vậy cô tu nữ thân chợ Phật tử. Ở trong cái bài học hôm nay đó thì chúng ta thấy như lời dẫn nhập của Thượng Tọa Tề Siêu, và chúng ta thấy được một cái người mà thật tâm mà muốn tu tập đó, thì thật sự đó cũng như bây giờ mình vào trong lớp học mình học, mình học cho đến mình hiểu cho nó thấu đáo, hay là mình học rồi mình hành, mình hành trì theo cái lời dạy đó, và rồi mình vào mình học nữa để mình chỉnh đốn lại, chỉnh đốn lại cái tâm tư của mình cho nó phù hợp với lời dạy của Đức Phật, với lời mình nói rằng phù hợp với cái pháp diễn tiến. Và cái pháp diễn tiến này đó thì chúng ta thấy nếu mình nói về ngũ căn hay là ngũ lực hay là ngũ quyền hay là bốn niệm xứ hay là bảy giác chi hay là tám thánh đạo, mình gọi chung đó là mình phải hiểu rằng mình học hỏi đó để mình hiểu biết tường tận những cái phần căn bản này để mình hành trì. Ví dụ bây giờ mình muốn quán xét theo lời dạy của Đức Phật thì mình phải quán, mình phải thấy được chứ không phải là mình mù mờ. Mình quán xét được thì mình phải thấy được. Thí dụ như chúng ta thấy rằng một cái người mà muốn giác ngộ giải thoát á, thì chúng ta phải chọn bốn niệm xứ. Và khi bốn niệm xứ như vậy á, thì chúng chọn niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hay là niệm pháp. Tuy rằng bây giờ á, thì chúng ta chưa có chuyên, nhưng mà chắc chắn một lúc nào đó đến giải thoát á, đến lúc mà chúng ta cận kề cái sự giác ngộ giải thoát đó, phải là lúc mà chúng ta chuyên tu. Chuyên tu là chúng ta phải chuyên niệm. Vì Đức Phật ngày dạy tất cả các pháp ấy, lấy cái chánh niệm, lấy cái chánh niệm là cái khởi đầu. Như vậy thường thường thì chúng ta thấy cũng như là sở hữu tịnh hảo vậy đó, tính rồi niệm. Tính là mình lòng tin đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo, hay là tin nghiệp quả, rồi bắt đầu mình niệm. Mình nói sở hữu tịnh hảo để chúng ta hiểu rằng cái tâm tịnh hảo hay là cái sở hữu tịnh hảo đó sanh nó trong tâm tịnh hảo và những cái tâm thiền, tâm siêu thế, tâm đạo, tâm quả. Như vậy thành ra khi mà mình học trong vi diệu pháp, mình coi đông kinh, mà khi mình coi qua tự nhiên mình thấy mình nhớ, và cái nhớ đó nó sẽ là cái nhớ mình gọi là cái tư tuệ. Cái tư tuệ là mình thường có cái chánh niệm, và lúc nào mình thất niệm đó là mình biết rằng lúc bây giờ mình đã không có tu tập. Mình đã không có tu tập.
Nói như vậy để quý vị thấy ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ đó, Đức Phật kể nói một vị tỳ khưu, mình gọi là tỳ khưu ở đây đó, hiểu là vị xuất gia. Nhưng mà nếu hiểu tỳ khưu là một vị hành giả đó, thì tất cả Phật tử chúng ta, nam nữ cư sĩ, muốn tu hành đó, thì chúng ta cũng đều gọi là hành giả. Và cái từ thích khú đó chúng ta hiểu là hành giả. Hay là chúng ta nói theo cái vi diệu pháp nói về người đó, thì trong đó không có phân biệt là xuất gia hay tại gia. Mình gọi là người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo, người sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Là muốn nói đến vị nào đắc chứng được đạo đó thì gọi là người sơ đạo. Ở trong đó người nào đắc chứng, hễ là người nào phục sinh làm người tam nhân thì người đó khả năng đắc chứng thiền định đạo quả. Nếu mình là người cư sĩ nam hay nữ, mình quyết tâm tu tập đó thì mình vẫn đắc chứng. Chứng minh điều này á, theo kinh điển đó, thì quý vị thấy như gia chủ Út Gá hay là gia chủ Chích Á hay là mấy vị gia chủ và thời kỳ của Đức Phật đó, những vị đó đắc quả A-na-hàm cũng có, tu được quần quá tư đà hàm quá, nam nữ cũng có đắc, như là con cái của ông Cấp Cô Độc đó, như cậu công tử Ca Lá cũng đắc đạo quả tu được quần, rồi nàng Sô Má Đê Quy cũng đắc đạo quả tu được quần tư đà hàm. Nói như vậy thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật ngày định nghĩa trên cái danh từ là đạo quả đó, là ngày nói đến cái pháp thực tính mình gọi là chân đế đó, là nói sự thật. Thì như vậy khi mà chúng ta muốn thật lòng đó, chúng ta nghe pháp lúc nào mà chúng ta biết đường mà hành, chúng ta nghe pháp biết lúc mà chúng ta hành, mà chúng ta thấy y lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển, thì coi như là chúng ta đã nỗ lực hành trì rồi. Còn khi mà chúng ta tu tập đó, mà chúng ta so sánh với kinh đó, đối chiếu với luật đó, mình thấy mình chưa có được đó, thì mình biết rằng cái sự kiên tu của mình chưa có. Cũng như vậy, nếu một vị tỳ khưu có niệm đó, thì vị đó là thu thúc lục căn niệm, vị đó có giới thanh tịnh, có quán tưởng thanh tịnh. Mà chúng ta biết rằng một cái vị có quán tưởng thì cũng phải có niệm, mà mình biết mình thọ thực hay là đang thọ thực, đã thọ thực. Như vậy đó, thì mình biết rằng mình đang thọ thực hay là đã thọ thực hay là chưa thọ thực, trước khi ăn, trong khi ăn hay sau khi ăn. Và mình biết quán tưởng y phục hay thuốc trị bệnh hay là cốc liêu hay là vật thực thì mình phải quán tưởng. Như vậy khi mình quán tưởng đầy đủ như vậy mình gọi là quán tưởng thanh tịnh. Lúc nào mình thọ dụng đó thì mình đều quán tưởng hết. Ví dụ lúc ăn uống, lúc tắm rửa hay là lúc mình ngủ nghỉ, mình thường có cái sự suy xét được đó, thì mình gọi là mình có chánh niệm. Vì thường thường á, con người mà khi mà mình gọi là phàm phu đó, vì thất niệm, và cái bậc mà tu tập đó thì có niệm, nhưng mà phải làm cho niệm nó thuần thục. Như vậy á, thì cái vòng luân hồi á, là cái sự tái sanh lên xuống qua lại đó, nó tiếp tục làm cho chúng ta đó nhận định được cái chánh niệm. Và lúc nào đó chúng ta chánh niệm thuần thục, thì chúng ta phải nói rằng cái con đường mà như Đức Phật kể rằng một người có chánh niệm đó có thể trong 7 ngày có thể đắc đạo quả, có thể 7 tháng, 7 năm, hoặc là có thể là nhiều chục năm về sau, hoặc là có thể là 5 kiếp, 7 kiếp, 10 kiếp gì đó, tùy theo cái sự tu tập của mình, niệm liên tục như vậy. Cho đến khi nào mà mình đi đứng nằm ngồi, mình đi đứng nằm ngồi, co tay, duỗi tay, rồi đại tiện, tiểu tiện, ăn uống, nhai, nuốt, nếm, bất luận lúc nào chúng ta cũng phải có chánh niệm. Như vậy á, thì chúng ta nếu chúng ta hiểu như vậy đó, thì dù là chúng ta là người tại gia hay người xuất gia, mà chúng ta muốn giác ngộ giải thoát đó là chúng ta phải hành trì. Nên quý vị biết rằng giáo pháp của Đức Phật nó toàn hảo là chỗ nào, và giáo pháp của Đức Phật á, ngài có cái đặc biệt nào. Đức Phật nói ngoại đạo đó, mình càng dễ vui đó là mình càng an lạc. Vì ngoại đạo là tu sai, nên người nào mà càng tinh tấn người đó càng khổ. Ví dụ quý vị thấy một số người họ tu mà họ tu sai đó, họ càng tinh tấn họ càng khổ. Ví dụ như họ nghĩ rằng ngâm nước với sông Hằng rửa tội, nên họ ngâm ngày ngâm đêm thì họ càng khổ hơn nữa. Nhưng mà những cái người mà họ ngoại đạo, họ tu mà họ dễ vui đó, thì họ lại càng lạc, họ không có khổ. Có nghĩa là nói ngâm mình với sông Hằng rửa tội, nhưng mà họ ngâm ít thôi, ngâm chút thôi thì họ ít khổ. Nên cái ngoại đạo mà càng tinh tấn mà càng khổ nhiều. Hay là những người họ hành bất cứ một cái loại ăn bông, ăn qua, uống nước, uống gì đó, họ càng tinh tấn chừng nào họ càng khổ đau chừng đó. Nhưng mà đối với đạo Phật ấy, là một cái chánh pháp được thuyết giảng, mà mình càng nỗ lực đó thì mình càng an lạc. Ví dụ như Đức Phật ngài nói rằng mình phải chánh niệm liên tục, mà hễ mình có chánh niệm liên tục đó là mình là tinh tấn. Và cái tinh tấn đó mình sẽ mau sớm thành công.
mình phải tin tưởng lời dạy Đức Phật gọi là khéo thuyết đó. Đức Phật nói là cái chánh pháp khéo thuyết đó, mình càng hành trì đó, mình càng có nhiều cái pháp thiện, càng nhiều pháp thiện. Và nhiều cái pháp thiện như vậy đó, nó là nhân là duyên, vì cái tâm thiện nó có ba nhân: vô tham, vô sân và trí tuệ. Nó sẽ cả sát trên danh sắc nếu mình niệm thân trên danh sắc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng mình càng tinh tấn mình càng mau đắc đạo quả, càng mau đắc đạo quả. Như vậy đó là cái điều mà giữa cái phi pháp và cái pháp của Đức Phật á, nó rất là rõ ràng như vậy. Nên những cái người ngoại đạo á, bất cứ là cái người nào mà họ họ đi cầu nguyện á, họ đi đi cầu được nguyện ngày đêm á, thì cũng là mình hiểu là họ có cầu nguyện ngày đêm đó, cũng không thể nào họ đứng bên bờ sông bên đây họ cầu nguyện ngày đêm, bờ sông bên bên kia nó dưới chân của họ không có đâu quý vị. Thì Đức Phật nói rằng cái người ngoại đạo dù họ cầu nguyện ngày đêm như vậy, nhưng mà không phải vì cầu nguyện mà cái bờ sông bên kia nó qua bên đây được, mà họ phải tìm cách để họ qua bên kia bờ sông, họ phải vượt qua sông. Nên Đức Phật nói rằng cái chánh niệm là cái vượt luân hồi là như, cái chánh niệm là vượt khỏi phiền não là như vậy. Cái chánh niệm đó vượt khỏi luân hồi sanh tử, vượt khỏi tất cả những cái chướng ngại, những cái trì kéo đó, mình phải có chánh niệm để mình vượt qua. Thậm chí quý vị thấy một người tu thiền đó, nhưng mà khi mà họ có cái chánh niệm đó, họ thấy cái chi thiền đó họ cần vượt qua đó thì họ mới bỏ được. Ví dụ một người lên nhị thiền đó, thì họ thấy sơ thiền cái chi tầm đó, giáng áp lên đối tượng đó, bây giờ đó, mình thuần thục là phải bỏ chi tầm thì họ mới lên chi tứ được. Mà họ muốn lên chi hỷ đó, họ thấy tầm tứ là cái chướng ngại thì họ mới lên cái chi hỷ được. Như vậy á, thì chúng ta hiểu á, cái giáo pháp của Đức Phật trình bày như vậy á, nên khi một người tu tập đó là chúng ta phải biết được, phải biết được cái sự vô thường. Mà nếu mà chúng ta càng học nhiều đó thì chúng ta càng thấy nhiều. Ví dụ giờ quý vị học lộ trình tâm đó, lộ trình tâm đó, mình học cái lộ trình tâm đó, mình thấy ví dụ như tâm hộ kiếp, hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rung động, hộ kiếp biệt dòng. Mình gọi chung á, là cái tâm hộ kiếp á, thì cái tâm nào làm việc tái tục thì tâm nó làm việc hộ kiếp và tâm nó làm việc tử. Như vậy á, là cái tâm mà cái tâm chủ quan á, là cái tâm mà đem cho mình tái sanh kiếp sống. Cái tâm đó nó giữa cái lộ tâm này cái tâm kia nó có những cái hộ kiếp chen vào đó, mình gọi là cái đó là cái tâm hộ kiếp. Và hộ kiếp á, thì sẽ có những cái tâm vô nhân. Ví dụ mình có dứt dòng được hai môn là cái tâm khai ngũ môn, làm việc mở cho cái lộ nhãn môn sanh khởi, rồi tiếp thâu, rồi quan sát, rồi đoán định là tâm khai ý môn, hai tâm tiếp thâu, ba tâm quan sát, làm việc tiếp thâu và quan sát cũng như đoán định. Rồi cuối cùng nó có động lực. Cái động lực có nghĩa là khi mình nhìn cái gì đó, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mà mình có tham là thích, và sân là mình không thích, si là mình không biết. Mình kiểm soát cái tâm của mình như vậy đó, mình thấy mình có chánh niệm thì mình kiểm soát được. Và thường thường lúc nào mình thất niệm thì tham sân si nó sanh khởi. Nhưng mà lúc nào mình có chánh niệm đó, mình thấy đây là nhãn căn nè, đây là nhãn căn, là cái sắc thần kinh nhãn, tâm nhãn thức nương vào sắc thần kinh nhãn để bắt cảnh sắc. Bắt cảnh sắc là những gì mình thấy, và cái thấy đó mình sẽ cũng thể thấy nó vô thường. Ví dụ bây giờ mình ra ngoài chợ mình thấy cái áo hay là cái gì đó mà nó đẹp, cái nồi niêu hay cái tô chén gì đó đẹp, mình mua về thì lúc đầu mình thấy nó mình thích, mình tham, mình thích nó. Nhưng mà khi mình đem về thì thời gian mình thấy cũng bình thường thôi. Chính vì cái điểm đó nên chúng sanh đó, họ không biết như vậy, nên họ không hiểu được cái tâm là vô thường, họ cho là cái tâm là thường, nên họ mới nhận lấy cái sự khổ đau. Còn khi mình hiểu rằng cái tâm của mình đó, do bắt cái cảnh sắc, mà cảnh sắc này lúc bây giờ mình gọi là cảnh tốt đó, là nó vừa lòng lúc bấy giờ. Nhưng mà cũng cái cảnh đó, thời gian sau thì cái tâm mình không còn thích thú nữa. Nên những người họ cưới vợ hay là có chồng đó, họ bỏ chồng bỏ vợ vẫn bình thường thôi, chứ không có gì. Họ nhìn mới đầu họ thấy hấp dẫn, như sau thì họ thấy không hấp dẫn nữa. Hoặc là cơm áo gạo tiền, con cái học hành này cái nọ áp lực với họ, nên họ không còn hấp dẫn đối với họ nữa. Thì chúng ta thấy điều đó, và chúng ta không hiểu rằng Đức Phật nói rằng nó có cái vị ngọt, nhìn nó thích là có vị ngọt, nhưng mà nó có cái nguy hiểm là phải làm sao phục vụ được cái đó đó. Nên đó, mình phải nói rằng Đức Phật nó cái bị ngọt của dục nó cũng có, mà cái nguy hiểm của dục nó có. Muốn cái đó thì bây giờ mình phải làm cái gì có tiền, làm sĩ nông thương ngư tiều canh một kiện, làm nghề nghiệp gì để kiếm tiền, là kiếm tiền để phục vụ cái đó. Nhưng mà rồi
ở đời đó mình có tiền đó, mình bị vua chúa cướp đoạt của mình, rồi trộm cướp lấy của mình, rồi nước trôi tài sản của mình, lửa cháy tài sản của mình, rồi con cái với chồng con của mình thấy có tài sản thì nó hư hỏng. Nên ở đời quý vị thấy có rất là nhiều những người, nhiều khi họ có tiền của đó, con cái vợ của họ nó hư hỏng hết rồi quý vị. Chứ quý vị thường thấy là như vậy đó. Cái số người mà họ có của cải tài sản mà con cái của họ không phá là cái chuyện rất là hiếm quý vị. Nên nhiều khi quý vị thấy ở trên đây chúng tôi ở gần chùa cũng có mấy người đó, là cái đời đời cha và đời 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 ông nội đó là gầy dựng từng miếng đất quý vị. Chúng tôi thấy có nhiều người họ mua miếng đất, họ trồng cao su, rồi cái họ ăn uống tần tiện, rồi họ cạo mũ, rồi họ để dành mua miếng một mẫu đất khác họ trồng cao su. Lúc họ chết họ có được 20-30 mẫu, rồi đến đời con của họ có cả 100 mẫu, nhưng mà đến đời cháu nó bán hết quý vị. Nó thấy bây giờ bán được cái đó đó hàng bao nhiêu trăm tỷ, cả ngàn tỷ như vậy, làm ăn cả đời cũng đâu có cần gì phải làm nữa. Nên cuối cùng nó bán hết, rồi nó gửi ngân hàng, rồi nó ăn xài. Thời gian sau nó ăn xài thì quý vị biết cái lòng tham nó sẽ thiêu đốt tài sản rất là mau. Nên quý vị nghe câu chuyện mà người cha mà để lại cho đứa con gái là 800 triệu đồng tiền vàng, rồi bên chồng cũng bên nội cũng để lại cho người chồng là 800 triệu đồng tiền vàng. Nghĩ rằng xài lâu nhưng mà không xài lâu. Ăn xài rồi mình nói như đời bây giờ ăn xài hút chích xì ke ma túy, rồi mình dung tay thưởng tặng, rồi lúc mà mình hứng lên đó mình xài tiền của nó, như là không có, mình không có cực khổ mà. Cái người mà thừa kế tài sản, phá hoại tài sản là thường lắm quý vị. Tại vì cái đó nó không phải là mồ hôi nước mắt, không cực khổ. Nên những cái người đó họ ăn xài rất là kinh khủng, họ phá rất là ghê gớm. Mình nghe những cái câu chuyện công tử Bạc Liêu ở Việt Nam, mình lấy tiền đốt nấu nước thì chỉ nợ, mình nghe chuyện đó. Nhưng mà thật sự ra nếu mà đồng tiền của người đó làm cực khổ thì người đó dám không thể dám xài như vậy. Thì chúng ta khi mà chúng ta tu hành đó, chúng ta cũng hiểu như vậy. Chúng ta cũng hiểu. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy cái tâm của mình nó bị tham sân si, là nó não mình, nó thiêu đốt mình. Và mình mà không có chế ngự tham sân si đó, thật sự là mình bị thiêu đốt, mà bất luận lúc nào nó cũng thiêu đốt được mình hết. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu rằng cái gì là sầu khổ, chính tham sân si mình làm cho mình sầu khổ. Ví dụ quý vị thấy như là những câu chuyện công tử Bạc Liêu, hay là những người mà giàu có phá của cha mẹ, thì người đời họ nhìn vô họ nói rằng mày biết đời cố nội mày, đời cha mày dành dụm của cải đến đời mày phá hết. Thì cái đó mình phá như vậy là gì? Cái tâm tham, là cái tâm tham hưởng thụ, cái tâm si là không có biết, không có biết tri ân và báo ân, không có biết gìn giữ của cải, không biết làm gì cho cha mẹ, không biết cúng dường sa môn và la môn, không biết tích lũy những cái công đức đúng theo thiện pháp. Bởi vì khi mình bố thí cúng dường đó, mình được nghe pháp, rồi được chư tăng phú chúc, rồi mình được chư thiên hộ trì, thì cái của cải của mình nó bền. Còn những người họ ăn chơi đó, trác táng đó, thì cái lòng tham nó thiêu đốt tài sản rất là mau. Và si mê là họ không có so sánh được cái của cải là cực khổ. Họ dùng tiền tuôn xài cách phi pháp. Tại vì chúng ta thấy hiện giờ chúng ta cũng thấy rất là nhiều những người tỷ phú, họ cũng dùng tiền mua những cái vật này vật kia rất là nhiều tiền. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng những vị đó nếu mà tự làm ra đó thì họ xài họ cũng phải có chừng mực. Nhưng mà thường thường con cháu hay là những người mà họ thừa hưởng tài sản không phải cực khổ là thì họ dùng xài cái tiền rất là mau hết quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy đó, đời nào cũng vậy, con người chúng ta, và chúng ta cũng hiểu một điều, đời này nhiều khi mình tu tập như vậy, nhưng mà đời sau mình sanh lên làm hoàng tử, công chúa, làm trưởng giả, làm nhiều người có nhiều của, nhiều cải cũng chưa chắc chúng ta tu đâu. Tại sao vậy? Thường thường thì quý vị cũng nghe chữ Tăng nói chữ Thiên lên cõi trời đó, muốn ăn là có ăn, muốn đi chơi là bay đi, muốn cái gì được cái đó, nhưng mà cái lòng tham nó cũng không đáy. Và không thấy được cái khổ lụy từ lúc mình ở làm người, mình làm phước để mình sanh cõi trời. Cũng như là những cái người mà họ sanh trong gia đình danh gia vọng tộc, gia đình đại phú hào đó, là những người phải nói là có phước. Nên thường thường quý vị nghe nói rằng mình tạo phước bố thí cúng dường y ca thi ná này, mình sẽ sanh lên làm sắc đến lị đại phú, bà la môn đại phú, là chư thiên đại thần lực. Mình nghe nói như vậy, nhưng mà mình hiểu rằng nếu mà kiếp sau mình không tu đó thì mình cũng xa đọa rất là dễ. Tại vì thường thường quý vị cứ thấy nhiều người họ giàu có đó, họ lo kinh doanh cả đời luôn,
Có nhiều người làm ăn được, họ mua một căn nhà rồi 10 căn nhà rồi 100 căn nhà, rồi lúc bấy giờ họ ở nhà họ họ đếm tiền đếm đếm vàng nhưng mà họ gần chết rồi quý vị. Quý vị thấy chuyện này bình thường thôi, nhưng mà nếu mà họ làm thất vọng á, thì có nhiều khi họ vô chùa, họ họ đi nghe chùa, đi chùa nghe pháp là họ biết định luật của sanh diệt, cái sự đời thành tựu hoại không đó, thì họ hiểu được phần nào đó thì họ nỗ lực họ tu tập. Nhưng mà không phải vì mình sanh là kiếp sau, ví dụ quý vị thấy có nhiều người họ sanh làm người rất là thông minh, họ nghiên cứu, họ làm những học giả của Phật giáo, nhưng không phải là họ là người tu. Họ là học giả là họ học, họ lý luận về Phật giáo rất là giỏi, nhưng mà họ không có biết cách tu tập cái gì. Như vậy thì chúng ta thấy những người đó họ cũng là những người có phước là sanh trở lại, rồi họ bước chân vào những cái thành phần nghiên cứu, tìm ra được cái này kia nọ, đó là tìm được cái công danh tài sản địa vị của họ ở trong kiếp này, nhưng mà rồi họ có thể họ chôn vùi, hoặc là có thể họ nghiên cứu ra những cái vũ khí nguyên tử hạt nhân đó, bây giờ về già họ nghĩ những cái vũ khí đó giết người, bây giờ họ quay họ lại hối hận. Nhưng mà đối với một người mà tu tập nó thì lại không có gì, mình tu tập kiếp này kiếp sau nữa, mình tu tập có cái mãnh lực đó, và mình có cái mãnh lực duyên tu tập đó, mình càng tu đó mình càng thấy mình còn chưa có đủ, là mình thiếu cái chánh niệm liên tục. Nhưng mà nếu mà mình thấy mình đủ cái chánh niệm đó là mình đã đắc đạo quả tu được quần tư đà hàm a hàm a la hán rồi. Nên Đức Phật ngài nói rằng một cái người tu bốn niệm xứ đó mà thuần thục á, thì có thể là tu cả đời này không đắc thì chết sanh trở lại là có thể đắc. Như vậy thì Đức Phật ngài nói, nhưng mà chúng ta hiểu rằng á, chúng ta ở đời chúng ta cái học đường thế gian là cái học đường lớn nhất quý vị, cái học đường tam giới luân hồi là cái học đường lớn nhất, vì chúng ta học xong thì chúng ta mới thành thánh nhân được. Chính vì điểm đó nên chúng ta biết mỗi kiếp á, mình sanh ra làm người, mình sanh ra làm người mình hiểu được cái danh sắc này đó, mình có thể quán xét được, mình có thể suy xét được để mình thấy được những cái tâm nhãn thức sanh rồi diệt, nhĩ thức rồi diệt, và luôn luôn á, mình chịu khổ. Ví dụ quý vị thấy nhãn quyền á, là con mắt của mình suốt là bắt cảnh sắc, nên khi mình ngủ á, mà ai mà làm gì cái lỗ tai mình nghe đó, thì mình bực bội, mình ngủ không được, mình bực bội mình dậy á, thì miệng mình la hét, không để yên cho mình ngủ chứ như vậy. Hoặc là mình mở mắt thức dậy mình thấy những vật mà trái ý nghịch lòng mình phẫn nộ, mình không ngủ được nữa. Thì những cái chuyện này là những cái chuyện mà Đức Phật gọi là những cái đó là những cái nỗi khổ. Nên thường thường quý vị thấy con mắt á, nó suốt đời nó bắt cảnh sắc, nó không bắt cảnh khác, nó cũng gọi là nhãn quyền, nó có sức mạnh để thâu bắt cảnh sắc, và nhĩ quyền là cái lỗ tai thâu bắt cảnh thinh, nó có sức mạnh thâu bắt cảnh thinh, nên nhiều khi mình ngủ á, mình mệt mỏi mình ngủ, nhưng mà ai mà làm cái cảnh lớn quá đó thì mình thức dậy do cái cảnh thinh quá lớn đó, thì nhĩ thức nó sanh khởi. Nên thường thường mình học con lỗ ngủ mà gọi là cái lỗ rất lớn hay lỗ lớn đó, là chót động lực hoặc là chót na cảnh, là cái cảnh lớn cảnh sắc khí vị xúc nó quá lớn đó, thì làm cho cái tâm mình nó có ít có hộ kiếp và nó sẽ sanh khởi cái lộ tâm đầy đủ, nó có động lực và có na cảnh. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng á, con người của chúng ta đó, mình muốn ngủ nhiều khi mình mệt mình muốn, nhưng mà người ta làm ồn mình cũng không ngủ được, và mình muốn khỏe mà cái thân mình nó bệnh hoạn nó cũng không được. Bởi vì mình thấy được cái sự vô thường của danh sắc đó, mình chánh niệm tỉnh giác để mình thấy được. Ví dụ mình đói mình ăn á, mình thấy là không ăn là khổ, mình khát mình không uống mà thấy không uống là khổ, mình đại tiện mà thấy không đại tiện được là cũng là khổ, mà tiểu tiện không tiểu tiện được cũng là khổ. Nên thường thường á, con người của mình khi mà về già thì có nhiều người họ bị tiến tiền liệt hay là bị bệnh này kia nọ đó, quý vị thấy những cái nỗi khổ đó nó liên tục thanh cởi trong danh và sắc. Nhưng mà mình á, lúc mình khỏe thì Đức Phật nó có vị ngọt nên mình đam mê, nhưng mà nếu mình tỉnh ngộ một chút xíu mình thấy có nguy hiểm nên cần phải sợ hãi để mình tu tập. Vì nếu mình không có luyện cái tâm mình đó, đến lúc mình những cái đối tượng đó, đó mình hoảng loạn, mình gặp những lúc mà mình thở mà quý vị thấy cũng như mình coi cái ca sĩ Phương Dung mà lúc mà đeo cái mặt nạ mà thở mà lúc mà gần chết đó, chúng tôi coi mà chúng tôi không biết có gần chết hay không, nhưng mà lúc đó là cổ hước hước mà cổ hước hước lên mà nước mắt tràn ra, mình thấy cái lộ cận tử là một cái cơn bệnh hành hạ của ông như ông Cấp Cô Độc, ông nói với ngài Xá Lợi Phất là giống như người lực sĩ mà lấy nịch niền cái đầu mình lại, giống như người lực sĩ lấy nắm tay mình hơ vô đống lửa vậy đó. Giống như cái người mà
lấy dao mà cắt trong ruột của mình vậy đó. Trong đầu óc của mình có những ngọn gió nó xuyên trong óc của mình, nó đau kinh khủng lắm, giống như người lấy dao mà cắt vậy. Vì những cái diễn đạt đó cho mình biết rằng á, mình những cái diễn đạt đó là con người ai cũng xảy ra hết, nhưng mà mình phải hiểu rằng đó, mình có cái vị ngọt là mình đam mê cái tuổi đẹp, cái tuổi cái sức khỏe của mình, đam mê những cái vẻ đẹp của mình, đam mê cái thân thể của mình. Nhưng mình vẫn phải hiểu rằng nhé, Đức Phật nói rằng mình phải tu tập đi, nó có vị ngọt như vậy làm cho mình đam mê, nhưng mà nó sẽ có nguy hiểm, nguy hiểm. Nên thường thường Đức Phật này nói rằng cái số người chết mà sanh vào khổ cảnh nó nhiều như cái lông con bò vậy, cái số người mà chết được sanh để làm người làm chư thiên nó ít như cái sừng con bò vậy. Như vậy rõ ràng á, mình thấy nghe ngửi nếm đụng á, mình có những động lực tham sân si đó, thì mình phải rơi vào đọa xứ rồi. Tại vì 12 tâm bất thiện thì cho ra tâm tục sinh là tâm thẩm tấn, đi vào địa ngục ngã quỷ súc sanh thôi. Còn nếu mình ở đời á, mình có cái sự tu tập đó, thì mình có cái tâm thiện để mình được sanh làm người nữa, mình được sanh làm người trở lại, làm sanh làm chư thiên trở lại. Như vậy á, thì Đức Phật ngài nói rất là rõ ràng, nếu mình có tu tập đó, là mình có cái tu tập bằng cái tâm thiện hợp trí, nó làm được 10 việc như là bố thí, trì giới, tu thính pháp, thiết pháp, cung kính, phục vụ, hữu phước, tùy hỷ phước, hay là cải chánh tri kiến. Mỗi lần mình thấy cái gì mà sai đó, mình biết cái đó là sai theo lời dạy của Đức Phật đó, là mình cải chánh tri kiến. Nên thường Đức Phật nói rằng một cái người mà nghe pháp có hai cái lợi ích là gì? Một là hiện tại chứng trú, hai là từ bỏ cái tà kiến trước khi chết. Có nghĩa là khi chết là phải, nếu mà lúc mình nằm đó, mình chết đó, mình thấy mình sẽ chết đó, mình hiểu đúng là chết, chết, từ bỏ, chết là đi theo cái nghiệp của mình. Thì lúc bây giờ mình hiểu được như vậy, mình có cái chánh kiến, mình sửa đổi cái tư tưởng mình, đừng nghĩ rằng cái đời sống của mình là trường tồn bất diệt, không phải như vậy. Đời sống của mình không phải là cái gì là vĩnh hằng, thân xác của mình, danh sắc của mình nó chỉ là tái tục hồi kiếp và tử. Nó có sắc mạng quyền để duy trì cái sắc này, có danh mạng quyền là duy trì cái tâm của mình thôi. Nhưng mà khi nó tan rã, nó sẽ đi tái tục theo cái kiếp sống của mới. Như vậy khi mình hiểu được như vậy đó, mình mới thấy được đó, trong cái đời sống của mình đó, cái tâm của mình đó, lúc nào mình thấy đó, nhiều khi đó, mình thấy, mình niệm thấy đó, là muốn nói đến chánh niệm. Nên thường thường quý vị biết rằng đó, mình niệm đó, là mình có chánh niệm đó, thì nó có những cái sở hữu sanh lên đó, nó có như bảy sở hữu biến hành, xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tập ý, về tầm tứ thắng giải, cần hỷ dục cần tính niệm tạng quý vô tham vô sân, hành xả định thân định thâm đó, nó những cái sở hữu tình hảo nó sanh lên, chúng ta gọi là tâm thiện. Và tâm thiện này làm việc tu thiền, thiền chỉ như thiền quán, hay là tâm thiện nó làm việc giữ giới như là thu thúc lục căn thanh tịnh giới, hay là mình thọ ngũ giới hay bát quan trai giới, và mình có chánh niệm tỉnh giác để mình niệm giới, thì lúc bấy giờ mình có chánh niệm để mình tu tập về niệm giới. Như vậy hay là mình cung kính phục vụ hồi hướng phước tùy hỷ phước, hay là tính pháp thuyết pháp, thì mình hiểu đây là những cái thiện sự công đức mình phải làm. Những cái thiện sự công đức này làm đó, nó sẽ giúp ích cho mình. Và thường thường á, hồi xưa sư trưởng, còn sư trưởng cũng hay dạy chúng tôi mà nói rồi, chúng tôi để ý chúng tôi nhớ đó, cái tâm thiền á, thì cho ra cái tục sinh lên một kiếp thôi, nó có cái động lực, nó có cái tâm thiện, rồi nó có cái động lực chỉ cho mình sanh lên cõi trời kiếp đó thôi. Nhưng mà mình làm thiện á, thì cái động lực nó có 7 cái, nó cho hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Nên á, mình nói như vậy để mình hiểu rằng á, ví dụ một người chứng sơ thiền đó, thì họ sanh lên cái cõi phạm thiên sơ thiền, xong rồi họ có thể rớt đi đâu rớt, cái nghiệp cho họ lên cái cõi như vậy thôi. Nhưng mà cái tâm thiện dục giới đó, thì nó cho ra cái động lực có 7 cái, và nó cho ra hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Như vậy mình hiểu như vậy á, mình làm thiện, là cũng làm, mà tu thiền cũng tu, tu thiền chỉ cũng tu, mà tu thiền quán cũng tu. Nhưng mà đến lúc nào đó mình hạ quyết tâm đó, mình tu tập đó, là mình niệm theo cái niệm theo thiền quán luôn, và mình chuyên tu như vậy. Nên quý vị thấy một cái vị thánh tu đầu quần á, mà sống bình thường luân hồi 7 kiếp. Nhưng mà vị thánh tu đầu quần mà tu thiền quán nhiều hơn thiền chỉ á, chỉ cần một kiếp nữa là đắc quả la hán. Nhưng mà nếu vị tu đầu quần mà tu thiền chỉ nhiều hơn thiền quán á, thì 2 đến 5 kiếp. Như vậy thì Đức Phật ngài cũng nói rất là rõ ràng, tu thiền quán là mình nhàm chán luân hồi, phát cái triển cái chánh niệm mình liên tục trên danh sách này, để mình thấy thân tâm mình là thay đổi liên tục, và hễ cái gì vô thường thì cái đó là khổ thôi. Nên thường thường chúng ta hay nghe trong kinh mô tả là như vậy thì vô thường, như vậy là các ông thấy như vậy là vô thường, hay vô thường thì sao thì là khổ, mà khổ thì sao là vô ngã.
Cái khổ nó không thể là nói là mình được. Mà cái khổ này Đức Phật gọi là ngũ uẩn, cái khổ của luân hồi đó, à, cái khổ của danh sắc á. Mình có thân á, thì phải ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa. Nhiều khi mình suy nghĩ đi, mình thân mình ăn nhiều á, mình không vận động á, mình cũng đủ thứ chứng bệnh hết. Nên thường thường quý vị thấy ở đời cũng ngộ lắm quý vị. Lúc mình nghèo mình làm lụng vậy á, mình không có bệnh hoạn gì hết. Nhưng mà lúc về già mình giàu có, mình bệnh liên miên à. Tại lúc đó mình ăn á, mình không có lao động, mình không có làm. Mình ăn xong rồi mình nằm, ăn xong rồi ngồi coi tivi, vậy thì ăn nằm vậy, cuối cùng nó sanh ra nhiều cái chứng bệnh. Và chúng ta không hiểu rằng tại sao cái lúc trước nó không bệnh mà giờ nó bệnh hoài như vậy. Thì chúng ta hiểu rằng chúng ta ít có vận động. À, nên Đức Phật nói rằng mình ăn rồi nó khổ vậy đó. Nếu một cái người mà ăn có chánh niệm đó, mình thấy mình ít vận động, mình ăn ít thôi, à, thì mình ít bệnh chút xíu. Nhưng mà nếu mình ít vận động, mình ăn nhiều là nguy hiểm lắm quý vị. À, cái người mà giống như chiếc xe mà bây giờ mà chạy được thì tốn xăng, chứ mà không chạy được mà chạy ít mà tốn xăng nhiều là nó có vấn đề. À, đây gọi là xăng nó quá nhiều thì nó sẽ vấn đề, xe nó chạy không ngọt. Thì chúng ta cũng hiểu cái thân của chúng ta cũng vậy đó. Lúc mình làm lụng mà mình ăn uống thiếu thốn thì mình ốm o. Nhưng mà lúc mà mình không làm gì, mình ăn uống thì nó đưa ra mình sẽ mập và mình có nhiều chứng bệnh. Nên bắt buộc mình phải tập thể dục thể thao. À, mình phải chạy bộ này kia nọ đủ thứ. Khi mình hiểu được cái thân của mình nó vô thường là như vậy. Lúc trước mình ăn như vậy thì không sao. Nhưng bây giờ mình không có làm gì, mình ăn như vậy là có vấn đề. À, nó khổ như vậy đó quý vị. Nên cái người có chánh niệm đó, mình tiết chế ăn uống như thế nào là phù hợp, vận động như thế nào phù hợp để cho mình có cái kiện toàn trong đời sống mà ít có bệnh hoạn. Thì khi mà mình thấy được cái sự khổ á, là trên danh sách này là khổ như vậy, nên mình thấy nó là vô ngã, nó không dưới quyền của mình. Nó không phải là mình muốn, mình nói nó là nó nghe lời mình đâu. Nói nó thôi, giờ hồi xưa mình đi làm cực khổ, cày đêm cày ngày để có tiền để dành dụm để mua nhà mua cửa. Bây giờ mình có mình ăn rồi, mình kêu nó thôi tao ăn mà đừng có bệnh nha. Nhưng mà nó cũng bệnh liên miên rồi quý vị. À, cũng bệnh liên miên, nó bệnh này bệnh kia bệnh nọ. Như vậy đâu phải mình nói nó nghe lời mình đâu, nó không có nghe lời mình. Như vậy thì chúng ta hiểu đó, cái thân của chúng ta đó có bốn quay nghi được lạc, mình phải đi đứng nằm ngồi. Chứ còn nếu mà mình ở cái quay nghi nằm hay ngồi hoài đó, mình cũng sẽ bệnh. À, nên thường thường quý vị thấy những người họ làm văn phòng họ ngồi hoài họ cũng bệnh, và những người họ ở trong siêu thị họ tính tiền họ đứng hoài họ cũng bệnh. Như vậy á, phải có đi đứng nằm ngồi vậy, quân bình cái thân của mình sẽ ít bệnh hoạn. Như vậy thì khi mình hiểu được cái thân của mình nó là vô thường, là thay đổi, như vậy nó là khổ. Mà cái gì là khổ đó, thì nó là vô ngã. À, nó ở trong cái sự vận hành của các pháp, nó không có dưới quyền của mình. À, nó không có dưới quyền của mình, nó không có dưới quyền của mình. À, không phải dưới quyền của mình, và nó vận hành theo các pháp thôi. Lúc nào mình hoạt động nhiều đó thì giống như là năng lực của nó tiêu tốn, thì mình ăn uống như vậy thì được. Nhưng mà lúc mình không có hoạt động nhiều, cái năng lượng nó không có tiêu tốn, mà mình ăn như vậy là có vấn đề. Ăn như vậy là có vấn đề. Như vậy thì quý vị biết là một cái người có chánh niệm đó, họ sẽ thấy được thế nào là ngồi, thế nào là đứng, thế nào là đi. Và đi đứng nằm ngồi phải chánh niệm, co tay duỗi tay cũng phải có chánh niệm. À, có chánh niệm như vậy. Và có chánh niệm liên tục trên danh và sắc này, và quán thấy cái thân này là mình ăn rồi phải đại tiện, uống rồi phải tiểu tiện, rồi mình mặc cái gì, mình thân thể mình phải tắm rửa, và tắm rửa giặt giũ áo quần. À, rồi phải ngủ nghỉ, mà thiếu ngủ nghỉ cũng không được, mà ngủ nhiều quá cũng không được. Quý vị thấy con người mình mà ngủ nhiều quá cũng không được. À, mà hễ mà không ngủ cũng không được. À, nên cái con người của mình không phải là mình nói nó nghe đâu quý vị, mà nó vận hành theo cái quy trình, mà cái nghĩa là cái nghiệp lực của chúng ta. À, bởi vì thường quý vị thấy có nhiều người nó rất là lạ, cái cơ thể ăn cái gì nó cũng biến ra thành mỡ hết, nên cái người nó mập rất là kinh khủng. À, nhưng mà có nhiều người họ ăn uống đó thì họ lại cái trong cái người của họ còn khỏe, hay là những cái tế bào của họ, trong những cái tuyến tụy của họ nó tiết ra cái chất insulin nhiều mạnh, nên họ ít có bệnh hoạn. Thì cái điều này cũng là do cái phước báo công đức một phần. Chúng ta thấy như ngày Bắc Cú Lá, ngày suốt mấy chục năm trời ngày không nằm ngày vẫn khỏe, còn mình nếu mà không nằm là mình tiêu liền quý vị. Nên ngày trong kinh Trung Bộ có là kinh Bắc Cú Lá vị Tần Hữu đó, ngày Bắc Cú Lá ngày có phước rất là đặc biệt, ngày đặc biệt là ngày không cần nằm mà ngày vẫn khỏe, còn mình không ai không nằm được hết quý vị, mình phải nằm. Nhưng mà đối với một số các vị mà đặc biệt có phước thì Đức Phật thì cũng nêu lên cái phước báo công đức. Nên thường thì chúng tôi cũng hay thích nói là cái tâm tục sinh và cái sắc nghiệp tục sinh, mà cái tâm của mình nó có tục sinh, có cái thiện nghiệp mạnh,
mình bố thí cúng dường thuốc thang như chư tăng, thì lúc mình tục sinh á, thì cái tâm của mình tục sinh á, cho cái sắc tục sinh của mình nó ít bình hoạn quý vị. À, chính cái tâm thiện mà mình thường làm việc bố thí đó cho mình sanh làm người ít có bệnh hoạn, cái sắc tục sinh của mình nó có cái sắc tương ứng với cái thiện nghiệp của mình và nó cho mình ít bệnh hoạn. Nên các nhà khoa học hiện giờ họ có nói cách gì đó họ cũng không nói được hết nổi. À, vì họ không có phân biệt được cái nghiệp quả. Họ chỉ nghiên cứu một số người, nhưng mà trong số người đó có một số người bị cái nghiệp chi phối và có số người có cái nghiệp không có bị chi phối về vấn đề đó. Nên đó, cái vấn đề mà Đức Phật Ngài nói đó là một Ngài nói một cái lĩnh vực của Phật trí. Ngài nói lên là có cái sự chi phối của nghiệp lực do cái nhân đời trước cho ra quả đời này. À, cũng như chúng ta có nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức mà để thọ những cái quả khổ đó là do cái nghiệp quả từ đời trước mình sanh ra. Mình làm người kiếp này mình gặp những cái chuyện như vậy, mình nghèo quá hay là mình tàn tật, người ta nói mình đó cũng là do cái nghiệp đời trước mình sát sanh nhiều, mình sanh để làm người bị tàn tật, hoặc là đời trước mình không có bố thí, mình sanh là làm người nghèo khổ, hoặc là đời trước mình bọn sanh làm ngã quỷ. Thì giờ kinh ngã quỷ kể những lời ngã quỷ này do cái tâm bầu bọn sẹn. Như vậy thì rõ ràng đời trước do cái tâm bọn sẹn họ sanh làm ngã quỷ. Bây giờ nói ngã quỷ thì cái cổ nhỏ như sợi chỉ, cái đầu nó bự như cái trống, cái bụng nó bự như cái trống vậy, nhưng mà cái cổ thì nhỏ như sợi chỉ. Như vậy thì nói như vậy để chúng ta hiểu rằng cái quả đời trước, cái nhân đời trước cho ra cái quả tục sinh, mình tục sinh vào cái kiếp ngã quỷ, nhưng mà do cái nhân đời trước là mình bị tâm tham và mình không dám bọn sẹn, mình bọn sẹn mình không dám bố thí. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng á, nếu mà chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta thấy rằng thật sự là cái con người chúng ta cái tâm của chúng ta đó nó luôn luôn rất là dễ thay đổi. À, thí dụ chúng ta thấy rằng đời sống mà thiếu thốn đó, thì mình rất là khó bố thí. À, bởi vì mình không có thu hoạch được á, mình thấy mình bố thí là khó. Thì mình hiểu rằng á, có lúc mà mình rất là dễ bố thí. À, cũng như mà thường thường mình nghe nói những cái câu chuyện là mình có vật thí, có tâm thí, có đối tượng thí nữa. Có lúc có đối tượng mà không có vật thí, mình cũng có tâm muốn bố thí mà không có vật thí. Còn có lúc mà có vật thí, có tâm thí mà không có đối tượng thí. À, mình hiểu như vậy đó, mình mới thấy rằng thật sự mình tạo phước được đó, là cũng có nhân duyên đầy đủ. Và mình sanh làm người cũng có cái thiện duyên đầy đủ. Và mình gặp Phật Pháp cũng là cái thiện duyên của mình. Nếu mình không có thiện duyên mà gặp Phật Pháp, mình sanh qua những cái xứ dầu quả, những cái xứ, những cái đạo Hồi giáo, mình sanh qua những cái vùng da đen châu Phi không từng biết Phật giáo. Quý vị thấy nguyên cả vùng châu Phi chỉ có mấy vị tỳ khưu Phật giáo nguyên thủy thôi. Ví dụ như lúc mà mấy lần đại hội Phật giáo thế giới, người ta nói rằng cái xứ đó có một vị tỳ khưu người da đen như vậy. Chúng ta hiểu rằng cả bao nhiêu nước như vậy chỉ có một vị tỳ khưu thôi. Thì quả thật á, lời Đức Phật Ngài dạy, nếu mình có cái sự giác ngộ đó là mình phải nhờ Đức Phật và đệ tử của Đức Phật. À, đệ tử của Đức Phật là hàng xuất gia và hàng cư sĩ, hướng dẫn nói với mình để mình có cái tâm tu tập, có cái sự tiến bộ trong vấn đề mình tu tập nghe pháp hay là hành pháp. Quả thật là khi mình càng suy nghĩ nhiều đó, mình gần gũi nhiều đó, mình thấy mình càng có duyên nhiều. Và khi mà mình thấy rằng mình càng hành nhiều đó, mình thấy rằng mình gần đắc đạo quả, quý vị. À, mình gần đắc đạo quả. Nên bình thường một cái người mà họ đắc đạo quả đó, thì họ phải hành rất là mãnh liệt. Chúng ta thấy như là Du Bút của Sa Tý nè, hay là Ba Hí Giá nè, hay là Đao Phủ Thủ Thanh Đồng là những vị tỳ khưu thời kỳ của Đức Phật. Ca Sao Bá mà trèo lên núi rồi xô cái thang, quyết lòng hành và đắc, nếu không đắc thì chết chứ không có đi xuống. Nếu mà đắc thì có thần thông bay xuống, chứ không đắc thì không có đi xuống. Và có các vị đắc trước đem đồ ăn rồi vị đó cũng không có chịu ăn. Vị đó nói rằng lúc mà mình hành, mình giao với nhau là người nào đắc, đắc cũng đắc thôi, chứ không có giao là người này đắc để đi tìm đồ ăn cho người kia. Nên các vị đó hành đến nỗi chết luôn, sanh trở lại làm những cái vị chư thiên trên cõi trời, rồi sanh xuống ngay cái thời kỳ của Đức Phật. Sanh vô gia đình này, vô đình kia, đi gia đình kia, rồi bây giờ gặp Đức Phật, Đức Phật Ngài thuyết giảng, và cái tâm, cái tuệ, cái tánh giác ngộ đầu nó bộc phát trở lại. À, nghe pháp rồi cái sự tu tập, cái sự suy tư nó tiến bộ trở lại, và nỗ lực tu tập để đắc đạo quả, như là Đao Phủ Thủ Thanh Đồng cũng đắc đạo quả Tu Đà Quần, rồi Vô Bút của Sa Tý cũng đắc quả A Na Hàm, sau này đắc quả A La Hán, hay là Ba Hí Giá đắc quả A La Hán.
Thì chúng ta hiểu rằng á, những cái vị này nếu mà chúng ta coi lại đó, thì những vị này là những vị hành trì rất là năng nổ, một cái thời gian rất là lâu dài. Hành trì mình gọi là giống như mình nói rằng hành hành nang đắc nang, hành nang đắc dị, hoặc là hành dị đắc dị, hoặc là hành nang đắc nang vậy đó, là có nghĩa là người đó trong quá khứ là hành thiền chỉ, thiền quán, bây giờ hành dị đắc dị, hành cũng dễ mà đắc cũng dễ. Nhưng mà nếu người đó mà trong quá khứ mà hành thiền chỉ không có đắc thiền, hay cũng có hành thiền quán á, thì bây giờ hành dị nhưng mà đắc nang, hành thì dễ nhưng mà đắc thì khó, tại vì mình không có tu tệ quán, bây giờ mình tu cũng giống như mới vậy. Và chúng ta cũng hiểu một điều là nhiều khi Phật tử chúng ta vậy đó, nhiều khi mình học cái môn đó mình nói khó quá, thì mình hiểu hồi xưa tới giờ mình chưa từng học cái pháp, bây giờ mình cố gắng học, tại cái pháp giác ngộ là cần mình hành trì để mình đắc được đạo quả. Mình luân hồi thì những cái tham ái nó tôm dụm mình quen rồi, nhưng mà mình ly tham ái bằng những cái pháp hành đó, những cái pháp học đó là không quen. Hồi đó giờ luân hồi mình không học, bây giờ mình học khó. Quý vị cứ để ý giống như bây giờ, hồi xưa mẹ cha mình cho mình đi học cái đó là bây giờ mình học dễ, nhưng mà giờ kêu mình đi học cái khác mình thấy học khó. Nhưng mà học khó mình cũng phải ráng học. À, ráng học vì sao? Mình nghĩ rằng đây là những cái nhân duyên để cho mình có cái điều kiện ở trong cái lời dạy của Đức Phật, có cái hiểu biết để cái tâm tư của mình nó thuần tịnh với lời dạy của Đức Phật, để mình có thể dễ dàng chứng đắc. À, chứ còn nếu mà nhiều khi Phật tử chúng ta cũng như là có nhiều người đó họ nói học nhiều pháp khó quá, con không muốn học. Và thật sự nếu mà học nhiều pháp mà quý vị để ý thì cũng không khó gì. Hãy mà cái sanh mắt ra thì mình biết rằng đó là nhãn vật, là cái sắc thần kinh nhãn, mà mình nghe rồi mình sẽ nhớ quý vị. Nếu mà mình chịu khó mình hành á, con mắt là sắc thần kinh nhãn và nó có đối tượng là cảnh sắc, thì mình cũng hiểu 12 xứ là nhãn xứ và sắc xứ. Nhãn xứ là cái thần kinh nhãn và tâm nhãn, thức nương và thần kinh nhãn. Sắc xứ là cái gì mà mắt thấy. Nhĩ xứ, thảnh thinh, thinh xứ là các thứ tiếng, và cái lỗ tai mình là sắc thần kinh, rồi tâm nhĩ thức nương và cái lỗ tai để nghe cảnh thinh. Thì như vậy khi mình học như vậy nó cũng rất là mau quý vị. Rồi mình cũng hiểu được đó là lỗ tâm nhãn thức, lỗ tâm này là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Và ngoài cái năm lộ này nhớ lại là lộ ý. Như vậy thì khi mình học mình chịu khó, mình mỗi ngày mình vô mình nghe chư tăng nói, mình tác ý trong cái cơ thể của mình quý vị. Chúng tôi thường nói là nếu mà ai muốn học diệu pháp giỏi thì chư tăng giảng cái gì cũng nhìn vô bản diệu pháp đó. Chư tăng đang nói cái gì thì mình nhìn vô cái đó. Vậy thì một thời gian mình sẽ giỏi thưa quý vị. Tại vì cái bản niêu đó là ngày qua thượng lịch sử, ngày làm luận án tiến sĩ, ngày học bao nhiêu năm rồi ngày làm luận án, và ngày chỉ cho chúng ta rất là dễ nhìn và dễ nhớ, và cũng nhớ vào bản thân với chúng ta. Cho đến lúc nào mình học mà thuần thục, mình có tệ văn rồi mình sẽ có tệ tư. Văn là mình hiểu đúng rồi, mình có cái dựa vào cái học đó mình mới suy tư. Cho đến lúc nào đó mình có cái tuệ tu là mình dứt trừ cái tham ái, hay là mình gọi là cái tà kiến ngũ quẩn á. Mình cho sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là mình, là lạc, là thường, là mình phải thấy được như vậy đó, thì mình phải thấy được đúng như là Đức Phật ngày dạy. Chứ còn nếu mà mình học mình không chịu học quá, mình không có xác định được, mình phải học quá mình mới xác định được cái đó là cái lộ nhãn môn và nó sanh khởi như thế nào, lộ nhĩ môn sanh khởi như thế nào, và như vậy đó, thì mắt của mình phải bắt cảnh sắc như thế nào, gặp cảnh lớn là như thế nào, mình gặp cảnh thinh lớn là như thế nào. Thì mình hiểu được cái đó, mình học mà mình hiểu được như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng thật lòng á, thì lúc đầu tiên tôi đi học chúng tôi cũng thấy khó quý vị, nhưng mà sau này khi mà học rồi đó mà hiểu được đó thì chúng tôi thấy dễ quá, không có thấy gì khó hết. Mắt là biết là thần kinh nhãn là nhãn vật, hay là nhãn môn, hay là sắc nhãn xứ, mình hiểu như vậy. Mình nghe một bữa mình hiểu một chút, từ mình hiểu toàn diện cái đó. Như vậy thì quý vị có tu tập như vậy đó, thì quý vị mới thấy sắc quẩn là vô thường, là khổ, là vô ngã, tại vì nó thay đổi mà, nó cái gì nó cũng thay đổi hết á. Tâm á, thì nó có diễn tiến, cái lộ trình tâm á, cũng có sắc na trước, sắc na sau, như vậy nó có sanh diệt liên tục như vậy. Thì mình có hiểu biết như vậy đó, mình mới có cái trí tuệ được. Mình có cái tuệ văn, mình học hiểu, rồi mình có cái tệ tư, mình suy nghĩ. Thì lúc bấy giờ mình mới thấy ngũ quẩn là vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh.
À, cũng như thân của mình có đói khát, đại tiện tiểu tiện, có tắm rửa giặt giũ, những cái điều này cả đời luôn, kiếp luân hồi nào mình cũng phải làm y như vậy hết, không có kiếp nào mình làm khác hết. Thậm chí những khi mình thấy con chó nuôi mình muốn cho nó sạch sẽ phải tắm cho nó, còn nếu không tắm cho nó không đi tắm được nó cũng hôi lắm. À, thì chúng ta cũng hiểu, con người chúng ta cũng như vậy. À, như vậy chỉ có khi nào mình quán thấy như vậy mình mới thấy cái thân này bất tịnh. À, mình nếu mình không có chịu nhìn lại cái thân của mình sự thật thì mình không thấy được đâu. Nhưng mà khi mình nhìn lại sự thật, cái thân mình thật sự là bất tịnh thiệt, nó thiệt là khổ, thiếu ngủ cũng khổ. Thậm chí chúng tôi gặp nhỏ em chúng tôi đó, là sư cô quý vị, đi đi đa hòa thượng đó, rồi lo lo lễ rồi này kia nọ, đi về quý vị biết đi, muốn đi về chùa mà cũng buồn ngủ mà biết sao, rồi cô chạy cô tông với chiếc xe dây cao su đó quý vị, xe Honda mà ta chở cao su, chở dây ràng á, nguyên xe đó đụng vô, rồi cái người bán dây cao su đó họ nói: ủa sư cô, sao mà sư cô đụng tôi? Thì lúc bây giờ cô cũng nói vậy, chú cảm ơn, chú thông cảm đi, mấy bữa rồi sư cô lo đám ma, rồi giờ sư cô đi giữa đường buồn ngủ quá mà không có thể nào kèm được nên đụng vô vậy, bây giờ tự nhiên nó tỉnh rồi. Nên quý vị thấy con thường của mình nó khổ vậy đó, lúc mà mình chạy xe vậy đó mà buồn ngủ vậy mà đụng cái rầm cái là tự nhiên mình hết buồn ngủ. À, cái nghĩa là cái lỗ tâm á, lúc mà buồn ngủ là nó bị hôn trầm thiên miên, quý vị hiểu không? Cái tâm lộ mình lúc bấy giờ mình không có những cái gì suy nghĩ đó. Nên thường thường những cái đêm đầu đà chúng tôi hay nói á, người nào mà lúc mà đêm đầu đà mà có cái tâm á, mà tịnh định xả nhiều đó thì sẽ buồn ngủ. Còn nếu người nào có trạch pháp giác chi, hỷ giác chi hay cần giác chi nhiều, người đó sẽ không có buồn ngủ. Hỷ giác chi là mình nghe pháp mình thấy vui. À, rồi thẩm giác chi là mình nghe pháp mình suy nghĩ được á, là mình có cái trí đó thì mình không buồn ngủ. Nhưng mà lúc bấy giờ nếu mà cái tâm của mình có tình định xả nhiều, nó chìm xuống, nó sẽ có cả hai cái sở hữu hôn thần đó, là gọi là hạn chế tâm mình đó, nó làm cho mình buồn ngủ, nó làm cho mình hạn chế tâm, nó làm cho thân nghiệp của mình nó chìm xuống. À, nên nó mình dễ buồn ngủ. Như vậy thì khi mình học hiểu nhiều đó, mình thấy hôn trầm thị miên đó, cái lúc mình làm nhiều cái tâm mình phấn chấn, nhưng mà lúc mình ngồi yên thì cái tâm mình nó sẽ dễ bị hôn trầm thị miên. Như vậy thì khi mà mình không có cái trạch pháp giác chi là không có suy nghĩ về pháp, không có hỷ giác chi là không có suy nghĩ rồi quẩy, không có cần giác chi là mình có suy nghĩ đến sự nỗ lực, thì lúc bây giờ tâm mình nó có tình định xả nhiều đó, nếu không khéo thì nó sẽ chìm xuống và nó sẽ có hôn trầm thị miên trong những cái tâm tham hữu trợ, tâm sân hữu trợ. Như vậy thì chúng ta có học nhiều đó thì chúng ta hiểu được điều này, và khi hiểu được đó chúng ta cảm thấy vui. À, nên thường thường Đức Phật nói là vị tỳ khưu hay là người hành pháp đó, học pháp, suy tư pháp và tâm tư không có rời chánh pháp. Có nghĩa là tâm tư mình sống lúc nào mình cũng có chánh niệm, cho đến lúc nào mình có chánh niệm thấy nghe ngửi nếm đụng quá khứ hiện tại vị lai nội phần ngoại phần sắc pháp danh pháp chân đế tục đế. À, mình hiểu được cái tâm mình bắt cảnh là như vậy đó. Trong 21 cảnh đó quý vị, tâm mình bắt cảnh như vậy, tâm nào bắt cảnh nào mình để ý. Mình để ý như vậy á, thì tâm bắt cảnh sắc là tâm nhãn thức, tâm bắt cảnh thinh là tâm nhị thức, tâm bắt cảnh khí là tâm thức, tâm bắt cảnh vị là thiệt thức, tâm bắt cảnh xúc là thân thức. Như vậy thì nhiều khi á, mình đi đi chùa mình nghe pháp riết từ từ đó, mình sẽ có hiểu biết, và cái hiểu biết đó nó phải hiểu biết để mình dựa vào đó mình suy tư, nên gọi là tệ tư. À, tệ tư đó là mình mới suy tư cho đến lúc mà mình rũ bỏ được cái tà kiến ngũ quẩn, mình không thấy cái ngũ quẩn của mình là thường nữa, là vô thường. Không có thấy ngũ quẩn mình là lạc nữa mà là khổ, không có thấy cái ngũ quẩn mình là ngã nữa mà là vô ngã. Nó không có cái sự mà điều hành của mình, mà nó chỉ là các pháp sanh khởi, diễn tiến theo các pháp sanh khởi thôi. À, như vậy thì khi mình đã, cho đến lúc nào như vậy đó thì cái tâm của mình nó có cái sự suy xét nhiều đó, thì mình sẽ có cái sự nhàm chán nhiều, mình có xả ly nhiều. Chứ còn khi mà mình chưa có suy xét, mình thật sự mình chưa có suy xét thì biết gì nhàm chán, biết gì xả ly. À, chỉ có khi nào mình suy xét nhiều mình mới nhàm chán, mình mới xả ly thôi. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà tu tập mà có xả ly được đó, là họ có suy xét, họ không có chấp thủ thì họ không có dao động. À, không có dao động thì tâm khinh an, tâm khinh an thì không có hy cầu, không có cứ lai, không có đời này đời sau. Như vậy thì Đức Phật này nói rất là rõ ràng, còn khi nào mà mình còn chấp thủ đó, vì mình không hiểu nó, mình không có suy xét, mình chấp thủ nó, mình thấy như là Đức Phật nói rằng nhận giặc làm con thì chắc chắn là giặc mà nhận làm con là nó không ổn rồi. Tham sân si là bất thiện, mà nhận làm mình là tiêu rồi, là mình khó để được sanh làm người trở lại, mình sanh làm súc sanh quỷ thôi.
vì cái tâm tham mình nhiều mình bỏng sẻn, hoặc là tham nhiều mình sanh làm súc sanh. Thì như vậy mình hiểu được như vậy thì từ từ thì cái sự tu tập của mình là tiến bộ. Như vậy thì Đức Phật ngài nói với cái vị chư thiên này đó, có nghĩa là Đức Phật là bậc toàn tri diệu giác. Đức Phật với cái sự hiểu biết toàn diện nên ngài nói rằng một cái người mà muốn giữ giới được đó phải có chánh niệm để thu thúc lục căn, hoặc là để thu thúc giới bổn thanh tịnh, hoặc quán tưởng thanh tịnh, nuôi mạng thanh tịnh, hoặc là giới thanh tịnh, biết những học giới Đức Phật ngài chế định. Và khi nào đó mình có cái học thọ trì giới như vậy đó thì mình tu tập tăng thượng định, đó là mình tu tập các cái đề mục hoàn tịnh, hay đề mục bất tịnh, hay đề mục tử thi, hay đề mục thể trược, hay là mình tu đề mục từ bi hỷ xả nào đó để cho cái tâm mình định tĩnh. Mình rồi mình phát triển chánh niệm để mình tu tập tuệ quán, để mình thấy được niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, để mình thấy được danh sắc này vô thường, khổ, vô ngã là thật sự, chứ không phải là mình hiểu trên văn tự nữa, mà mình nhờ cái thẩm sát và cái tuệ tư đó mình suy nghĩ trên cái thân này là khổ như vậy, nên từ từ mình nhả được cái tham ái bớt, từ từ rồi mình có ăn trưởng được cái chánh niệm trên cái danh sắc ngũ uẩn này thì mình sẽ mau giác ngộ. Như vậy thì ngày dạy nếu người có trí tuệ như vậy đó thì cái tuệ đạo nó vượt được sự sầu khổ, nó vượt được bốn tâm tham tà kiến và tâm si hoài nghi, vượt được thứ hai là vượt được làm giảm hai cái tâm sân, rồi vượt được thứ ba là diệt trừ hai tâm sân, vượt được cái thứ tư là diệt trừ được hai tâm tâm si phóng dật và bốn sở bất thiện biến hành hợp trong những cái tâm tham còn lại, thì nó sẽ diệt trừ hết luôn đến vị A La Hán. Như vậy thì chúng ta hiểu được Đức Phật ngài nói rằng một cái người vượt khỏi sầu khổ thì chúng ta đừng nghĩ cái sầu khổ này ai mang lại cho mình. Ví dụ mình sầu khổ là cái tâm sân mình nghe những gì không vừa lòng mình buồn khổ, thì chính cái tâm sân nó làm cho mình khổ, chứ không phải là ai đó làm cho mình khổ. Mình nghe, bởi vậy quý vị biết rằng cũng như bữa hôm trước chúng tôi nói vậy đó, mình tạo những cái ác nghiệp. Bây giờ mình sanh làm người, mình có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, mình tiếp nhận những cái quả bất thiện từ cái kiếp luân hồi mình tạo. Bây giờ mình phải nghe người ta nói những cái điều đó với mình. Nhưng mà nếu mà mình khởi lên cái động lực sân, mình không có cái tâm trí tuệ để suy nghiệp nhân quả. Còn nếu mà mình có cái tâm thiện hợp trí đó, mình cải chánh tri kiến, người ta chửi mình đó, tại vì luân hồi lúc mình chưa có tu, mình cũng nói người ta như vậy, mình cũng chọc ghẹo người ta như vậy. Thậm chí bây giờ quý vị thấy không, những cái chủ trương đường lối người ta phá hoại chùa chiền, người ta giết hại tu sĩ, những người đó họ cũng uy quyền thế lực, họ cũng là người có cái uy quyền, có nhiều người theo họ, nhưng mà họ cũng vẫn phá hoại chùa chiền, giết hại tu sĩ. Thì mình nghĩ đi, những người đó biết đâu trong vòng luân hồi mình cũng là những người đó thì sao. Cũng như mình nghe ngày Móc Đá La Ná, ngày làm ác ma du si đó, ngày đập đầu vị thánh đệ tử đó, mình thấy như vậy. Bây giờ ngài thành Phật A-la-hán rồi, nhưng mà nhắc lại cái kiếp luân hồi, ngài cũng có kiếp làm như vậy. Thì chúng ta hiểu rằng lúc mình chưa tu, mình thấy mình hay phản ứng thuận nghịch. Cho đến lúc nào mình hiểu rằng cái sự phản ứng thuận nghịch là tham và sân, mình phải có cái cảnh tỉnh, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Mình phải có cái sự chánh niệm để mình dừng lại cái sự phản ứng thuận nghịch. Và mình chấp nhận những cái nghiệp quả. Bây giờ người ta nói mình đó, không phải tự nhiên người ta nói mình. Một là nhiều khi người ta vu khống mình đó, là một cái nghiệp quả từ quá khứ của mình, nên bây giờ mình nghĩ thức thọ xả quả bất thiện. Nhưng mà cái động lực thì lại khác. Động lực là cái động lực trí của bậc chánh đẳng giác để suy xét về cái nghiệp lực, hay là mình có cái tâm thiện để mình suy xét về cái nghiệp quả lúc mình chưa tu tập. Mình chưa tu tập đó, mình luân hồi, mình tạo nhiều cái ác nghiệp. Hay là lúc mình tu tập rồi nhưng mình sanh cái tâm ganh tị tật đố, mình sanh cái tâm ganh tị tật đố, mình sanh cái tâm trù dập lẫn nhau. Nên quý vị có thấy không, bây giờ mình cứ nói là nhóm lục sư, nhóm lục sư hay nhóm thất thập sư, hay là Đức Phật này nói về cái nhóm pháp sư, pháp nhóm lục sư đó tranh chấp với nhau. Mà khi mà tranh chấp thì mình dùng cái gì tranh chấp? Mình dùng cái tâm của mình công kích. Như vậy là rõ ràng lúc mình tu rồi mình chưa có thấy được, mình vẫn có cái tâm công kích. Như vậy thì cái tâm sân nó vẫn tạo cái nghiệp. Bây giờ mình tỉnh ngộ lại, mình thấy những cái điều đó. Bây giờ mình thấy tỉnh ngộ để mình thấy được cái tội lỗi, cái đau khổ này nó không ngoài cái danh sắc ngũ uẩn tạo những cái ác nghiệp mình để chịu lại. Rồi mình hưởng cái quả vui gì đó. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mình vừa lòng vừa ý của mình tốt đẹp đó. Mình hiểu rằng quá khứ mình cũng tạo những cái thiện nghiệp.
Nên bây giờ cái thiện nghiệp này trổ sanh cho mình. Đời có vui có buồn là như vậy. Nên Đức Phật nói rằng đời nó có vị ngọt, người ta đam mê, nhưng mà nó cũng có nguy hiểm, người ta sợ hãi. Là mình hiểu như vậy. Thì con xin trình bày bữa hôm nay cũng hơi nhiều. Bây giờ con xin kính dâng cái phần phước báo công đức đến với ngài quý vị, cũng chia phần phước báo đến những bậc thầy tổ, những bậc đã quá giảng, xin hồi hướng phần phước đến chư thiên. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho thượng đại giác đẳng điều hòa phần thảo luận. Dạ, con kính đại lễ với ngài, con xin gửi mic. Sa thủ thí trình thượng tọa pháp đồng. Bạch thượng tọa thầy sư, không biết thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa thầy sư đang ở trước máy kính thỉnh thượng tọa không nghĩ trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa thầy sư, không biết thượng tọa có nghe được không? Dạ, bạch thượng tọa thầy sư, thời bây giờ đó, người ta hay thường nói rằng là đường nào cũng đến La Mã, hay là Phật pháp thì có 84.000 pháp môn, thì pháp môn nào cuối cùng dẫn đến giác ngộ giải thoát hết. Nhưng mà trong cách học của chúng ta đó, thì phải chăng là khi nói đến con đường tu tập thì chúng ta luôn nói đạo đế, và nói đạo đế thì phải chăng luôn luôn bác chi đạo đó là luôn luôn là căn bản. Và muốn hỏi thượng tọa thượng sư, thượng tọa có nghĩ giải thích là phải chăng trong Phật pháp thì tất cả các bậc giải thoát, các bậc thánh đều kinh qua bát chi đạo hết, đều trải qua cái sự tu tập bát chi đạo, có phải như vậy không? Kính cung kính thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, các pháp dẫn đến giải thoát, nói thì có nhiều pháp môn, nhưng mà tự trung thì nó cũng nằm ở trong cái yếu lý bát chi đạo. Bởi vì ở đây cho dù cái pháp môn nào đi nữa, nhưng mà hãy nói đến nền tảng cho tâm định tĩnh thì đó phải là giới. Dù cho giữ giới tiếp hay là gián tiếp, giới trì lâu dài hay là vừa mới khởi xướng, nó cũng đều là giới. Rồi tâm phát sanh định căn bản mà nói thì ở đây chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định ở thuộc về thiền, định đó nó thuộc về thiền. Rồi căn bản là tuệ, là chánh kiến, chánh tư duy. Tức là sự hiểu đúng và suy nghĩ đúng.
Ở đây tùy theo duyên của mỗi chúng sanh, căn cơ trình độ của người thì họ phải tu tập lâu dài họ mới đạt đến cái sự giải thoát. Còn có người thì họ chỉ khởi lên vừa đủ, giống như một giọt nước có thể làm cho tràn ly, khi mà trước đó cái ly đã đầy, gần đầy, nước đã tới miệng ly rồi đó, thì một giọt nước là đã làm tràn ly, chúng ta mới ngạc nhiên. Tại sao khi nãy cái ly của tôi rót nước phải rót nhiều nó mới đầy ly, còn cái ly này thì một giọt nước là đã tràn rồi, chúng ta đừng có ngạc nhiên cái đó. Vì khi nãy cái ly kia đó mà chúng ta phải rót nước nhiều nó mới đầy là bởi vì nó trống rỗng. Cũng như trong kiếp trước mà ít có tu hoặc là tu chưa chưa có viên mãn, cho nên bây giờ mới bắt đầu vào cuộc tu tập đó, thì phải tốn nhiều thời gian và công sức. Còn trước đây người ta đã tu tập rồi, gần viên mãn rồi, bây giờ chỉ cần nghe Đức Phật giải thuyết xong thì pháp an trú, an trú vào giới định tuệ ngay trong lúc đó này, là chứng đạo quả. Cho nên cái chỗ đó, đó chúng ta cần phải hiểu bát chánh đạo, gọi là tu tập theo bát chánh đạo. Là tự trung lại là giới định tuệ, và do cái duyên lành mà chúng ta chỉ khởi lên nữa, trong một chốc lát là đã đầy đủ viên mãn đắc đạo quả. Bây giờ người ta nói rằng là có rất nhiều pháp môn dẫn đến giác ngộ giải thoát, nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta muốn giải thoát là giải thoát cái gì, và cái gì làm phương tiện đưa đến giải thoát, không phải đang khi không mà chúng ta nói khơi khơi là tôi đã được giải thoát, hay là Đức Phật ngài đã xác nhận tôi đã giải thoát, hay là vị thầy đã chỉ để điềm chỉ đã xác chứng là tôi đã được giải thoát. Không phải, mà chúng ta cần phải hiểu rằng là giải thoát ở đây là tuệ vipassana, nhà nó là tuệ quán hay tuệ minh sát. Minh sát cái gì, thấy cái gì? Tuệ là chánh kiến, nhận thức được thực tính, thực tướng của các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã, mới đoạn trừ được thường tưởng, lạc tưởng, ngã tưởng và tịnh tưởng, thì tuệ mà đưa đến giải thoát là nó phải đi cái ngõ đó, đi cái ngõ đó gọi là chánh kiến và chánh tư duy. Không thể nào mà thực hành một cái pháp môn nào khác mà gọi là đưa đến giải thoát mà không qua cái ngõ này. Quý vị nhớ là đưa đến giải thoát nó chỉ có ba ngõ thôi, gọi là tam giải thoát môn, gọi là quy mô khác đoà rác ta vô quy mốt đoà ra
tức là ba cái cửa ngõ đi vào giải thoát là vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, hay là vô lụy giải thoát và không tánh giải thoát. Do đạt tri được cái tánh vô thường của các pháp vô vi mà giải thoát, mà đắc niết bàn, như vậy gọi là vô tướng giải thoát. Đạt tri được cái tính chất khổ của pháp vô vi, như vậy gọi là apanihita, 11 khác là vô nguyện giải thoát. Do đạt tri được cái lý vô ngã, chứng được giải thoát, chứng được niết bàn, thì như vậy được gọi là không tánh giải thoát. Mà cái trí tri thường, trí tri khổ não, trí tri vô ngã, trí mà thấy được cái sự vô thường khổ não vô ngã, cái trí đó được gọi là chánh kiến, gọi là samadhi. Cái chữ chánh kiến ở đây chúng ta phải hiểu một cách rốt ráo, chứ không nên hiểu một cách thông thường. Thấy người Phật tử kia không có tin ngày giờ hên xui, chỉ tin vào cái lý nghiệp báo nhân quả thôi, thì chúng ta nói rằng chánh kiến chỉ có bao nhiêu đó, không phải, chưa đủ. Chánh kiến trong cái bài kinh chánh kiến ở trong tu bộ kinh đó, tôn giả Sarutang ngài định nghĩa về chánh kiến rất nhiều, thưa quý vị, rất nhiều trường hợp. Mà khi nói đến tuệ đó, thì ở trong cái bộ Magga Patisamvida đó, Patisamvida Magga đó, thì tôn giả Sarutang ngài đã nói về tuệ rộng lắm, thưa quý vị. Mà bây giờ muốn có được cái chánh kiến, chánh tư duy, thì tâm phải định tĩnh. Chúng ta sẽ lui lần lần lại. Muốn đạt đến cái gọi là tri kiến thanh tịnh, là cái đích điểm cuối cùng, thì phải đi đến chỗ hành lộ tri kiến thanh tịnh. Mà muốn bước qua cái hành lộ tri kiến thanh tịnh đó, thì phải qua cái đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Mà muốn đạt tới đạo với đạo tri kiến thanh tịnh thì phải qua cái đoạn nghi tịnh. Mà muốn đạt tới đoạn nghi tịnh là phải qua đến kiến tịnh. Mà muốn đạt tới kiến tịnh thì phải qua tâm tịnh. Tâm tịnh ở đây tức là định, thí chi tắc, tăng thượng tâm, định, thiền định. Định này nếu mà nói theo bát chánh đạo thì là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, gọi là tâm tịnh, citta visuddhi. Mà muốn đạt đến tâm tịnh thì phải qua cái giới định, giới tịnh, gọi là sila visuddhi. Bảy cái điều này nó là trạm xe, giống như bảy trạm xe mà tôn giả Mantaniputta giải thích cho tôn giả Sariputta nghe ở trong cái bài kinh trạm xe. Do đó cho nên bất cứ một cái pháp môn nào mà chúng ta hành mau hoặc là lâu, nó phải đều trải qua giới định tuệ hết. Mà giới định tuệ đó tức là bát chánh đạo rồi. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một vài điều ở trong cái câu hỏi thứ nhất từ tòa giai đoạn về nêu Nam Mô Bồ Tát.
sa thủ khất kinh thưa tôi từ xưa mà thưa tôi từ xưa xin thỉnh thưa tôi hãy giảng một câu nữa rồi thưa tôi đi nghỉ. Mà thưa tôi từ xưa thường thường có nhiều Phật tử nghĩ rằng những cái vị đệ tử Phật hay là những vị thánh ở trong kinh mình đề cập đó, có vị thì cao, có vị thì thấp. Thành ra người ta có cái cách là những vị thánh mà bậc thấp mà không có phát nguyện để trở thành bậc cao thì là những bậc thánh tầm thường, đáng bị chê trách. Nhưng mà phải chăng là theo Phật pháp thì tất cả các bậc thánh hữu học một khi đã chứng thánh quả rồi, dù là quả thấp nhất là quả chậm lưu đi nữa, thì cuối cùng sẽ đạt đến viên mãn giác ngộ? Ở trong kinh có xác nhận như vậy không? Xin kính thỉnh Thưa Tổ hoan nghỉ giải rõ về điều này rồi sau đó kính thỉnh Tổ đi nghỉ. Nam mô Bổn Thầy, kính bạch trên tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Điều này Đức Thế Tôn cũng đã xác định là một khi đã chứng được quả nhập lưu thì cuối cùng sẽ đạt viên mãn, đạt đến viên mãn giác ngộ giải thoát. Cái đó là một điều chắc chắn. Bởi vì quả dự lưu được gọi là Satak Khatagami, tức là thất lạc, tức là trở lại không quá bảy kiếp, không quá tám lần, quá tám lần. Vì sẽ đạt đến về sự giải thoát chắc chắn gì. Còn về cái việc mà cuối cùng sẽ đạt đến sự giải thoát là chừng nào thì cái đó còn tùy. Hãy mà đắc được quả nhập lưu, có thể là vừa sanh khởi lộ đắc sơ đạo, tiếp nối là lộ đắc nhị đạo, lộ đắc tam đạo, rồi lộ đắc tứ đạo, nhanh chóng lắm. Có đôi khi đắc dự lưu rồi mà đời sau gọi là Ekapichi, là bậc nhất chủng, tức là qua đến đời sau cũng chứng A La Hán, chứng Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Có đôi khi cái bậc dự lưu đó phải là Cô Lăng Cô Lát, Cô Lăng Cô Lát, tức là cái bậc Gia Gia, Gia Gia tức là phải trải qua là sanh hữu ít nhất là 6 lần rồi đắc đạo quả giải thoát. Thì như vậy trong trường hợp này đó, chúng ta xác định là một điều là theo trong Phật pháp, một khi đã chứng thánh quả, dù cho quả thấp nhất là quả nhập lưu thì cuối cùng cũng đều sẽ đạt đến viên mãn giác ngộ giải thoát thôi, chứ không thể nào mà lui sụp trở lại. Không phải chúng ta đắc thiền hiệp thế thì còn có thể bị ngoại thiền và trở lại con người bình thường, như là Đề Bà Đạt Đa đắc thiền có thần thông, nhưng mà do
giả tầm lớn quá, cái tham vọng quá lớn, cho nên đã nghĩ đến cái chuyện là chia rẽ tăng. Vừa khi đó thì thiền định biến hoại, nghĩa là mất hết thiền thông, nhưng mà đắc đạo quả thì không đâu thưa quý vị. Một khi đã chứng được quả tự lưu thì cái điều đó chắc chắn không còn cái sự lui sụp nữa, không còn cái sự lui sụp, không có hoại, không có hoại đạo quả bao giờ. Và còn hơn thế nữa, một điều mà chúng ta biết rằng không phải là một người đắc đạo quả giải thoát, đạo quả A-la-hán mà có trường hợp là khổ cần phải trải nghiệm chứng qua nhập lưu, khổ, không có trường hợp đó đâu. Là bởi vì bốn bậc đạo quả nó phải đi tuần tự, bởi vì sơ đạo sơ quả là sát trừ thân kiến và nghi giới cấm, như không thủ thô, có phiền não thô, rồi đạt đến tư đà hàm thì làm suy yếu dục ái và sân, đạt đến a na hàm thì tuyệt trừ dục ái và sân. Còn năm cái thượng phần khí sử là ái sắc, sắc mạng, phong vật và vũ minh đó, thì đến tứ đạo tứ quả. Cho nên không thể nào mà một người mà chưa có đoạn trừ được năm hạ phần ký sử mà lại đi có thể có khả năng đoạn trừ năm thượng phần ký sử đâu. Vì thế ở đây hai lý do mà chúng ta cần phải biết rằng là chỉ cần đắc quả dự lưu thì chúng ta phải biết rằng người đó chắc chắn cuối cùng cũng sẽ giải thoát viên mãn giác ngộ, chỉ có điều là thời gian chậm hay là nhanh thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng nêu như vậy. Nam mô Phật Thầy. Sa thú cái chân thượng tọa tổ sư. Thưa quý vị, chúng tôi nhắc quý vị là qua câu trả lời thượng tọa tổ sư, khi mà chúng ta nghĩ về các bậc thánh, dù là tứ sông hay bát bối, đừng bao giờ có cái thái độ khinh thị, nói là bậc thánh này là thấp, bậc thánh kia là ích kỷ, bậc thánh nào thế này kia. Tất cả các bậc thánh hữu học đều cuối cùng đạt đến viên mãn giác ngộ hết. Nó chỉ là hoặc sớm hoặc muộn, hoặc trống hoặc chạy, nó chỉ là giai đoạn thôi. Thật ra khi mà chúng ta chấp tay kính lễ thì chúng ta biết rằng thánh bốn đôi tám vị đó, các ngài cuối cùng sẽ đạt đến chỗ viên giác. Dạ, các ngài đến nhận viên giác. Không bao giờ mà chúng ta học Phật pháp mà chúng ta đưa ra một cái tên một vị thánh nào đó, nói rằng vị thánh đó tuy chứng thánh quả mà còn ích kỷ, không chịu phát đại nguyện rộng lớn, không được tu tập, phải như vậy. Dạ. Ở ngoài đời đó, có những người học tiểu học sẽ không học trung học, đại học. Có những học tới trung học không vào đại học. Nhưng mà theo Phật pháp thì tất cả các bậc thánh, dù đó là bà Quý Sa Kha, ông Cập Ô Độc, dù đó là bất cứ vị nào, dạ, những vị nào đã chứng đến thánh quả, dù là sơ quả, quả nhập lưu rồi cuối cùng sẽ giác giải thoát. Kính thỉnh thưa tổ từ sư đi nghỉ, và bây giờ thì xin được thỉnh thưa tổ Pháp Tân. Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Tân đang có mặt ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ. Thì đó, ở đây Đức Phật ngài nêu lên ba cái sự thành tựu của một bậc thánh, đó là chấm dứt sầu khổ, đoạn tận lậu hoặc và mang thân tối hậu. Thì cái chấm dứt sầu khổ đây là Đức Phật ngài dạy về khổ thân hay khổ tâm, hoặc là cả hai. Xin kính thỉnh Thượng tọa Pháp Tân hoan hỷ giải rõ về điểm này.
Dạ, Nam Mô Uthaya, Nam Mô Thamaya, Nam Mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thập Pháp Đăng, Thập Tự Nguyện, Thập Minh Hạnh, Đức Từ Trì, Đức Từ Đức Sư Nguyện Thông cũng Chư Tăng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Còn ở đây đó thì nói rằng ba cái sự biểu hiện của sự giác ngộ viên mãn là dứt sầu khổ, đoạn trừ lậu hoặc, mang thân tối hậu. Thì ở đây đó gọi là sự chấm dứt sầu khổ. Thì con nghĩ rằng đời sống luân hồi thì của chúng sanh phàm phu thì nó không có giới hạn. Bởi vì hạ còn sanh tử luân hồi thì còn khổ đau. Chúng ta biết rằng hiện thân của có mặt của ngũ uẩn là một trong những cái khổ lụy ở trong đời sống luân hồi. Dù hiện thân đó là thân nhân loại hay là thân chư thiên, nó có cái khổ nhất định của nó. Cho nên là cái nguyên nhân của cái sự khổ đó nó bắt nguồn từ ở cái tham ái vô minh chấp thủ mà ra. Cho nên là khi nào mà còn cái chúng sinh nào mà còn tham ái, còn vô minh, còn chấp thủ thì cái sự khổ nó vẫn còn ở trong đời sống. Đối với một cái người mà khổ, như chúng ta biết rằng khổ thân, khổ tâm gì, có những người người ta không có khổ khổ thân, người ta vẫn có khổ tâm. Nói như vậy thì mình nói một cách như là chung chung, nhưng mà sự thật thì khi đã có thân thì thân và tâm nó có sự liên hệ với nhau. Cho nên cái sự khổ nó cũng vẫn có, bởi vì cái sự chi phối của phiền não mà. Cho nên ở đâu có cái sự chi phối của phiền não thì ở đó có cái sự khổ đau. Cho nên cái điều mà gọi là chấm dứt mọi sự sầu khổ thì sự thật ra cái đối với các bậc thánh thì có thể nói rằng là một số vị thánh, bậc thánh, ví dụ như là bậc thánh mà hoàn toàn giải thoát, tức là viên mãn hoàn toàn, chỉ cho bậc A-la-hán. Còn những bậc thánh hữu học thì những bậc thánh đó đã đoạn trừ một số cái phiền não, đoạn trừ một số cái phiền não. Cho nên là có thể nói rằng cái nhân của cái sự đau khổ cũng đã giảm đi một phần, nhưng mà cái khổ nó cũng chưa hoàn toàn là chấm dứt. Nhưng mà ở điều đó là chúng ta thấy rằng cái khổ tâm đó, ở trong cái do cái sự tham ái, cho nên là cái sầu bi khổ u não nó diễn ra ở trong cái đời sống của người đó. Cho nên chúng sanh đó là khổ thân, khổ tâm, khổ những cái mà nó hệ lụy ở trong cái đời sống luân hồi này nó rất là nhiều. Và như vậy thì đối với các bậc thánh mà đã viên mãn về cái sự mà đoạn trừ được lậu hoặc phiền não, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu đó, những cái pháp mà ngâm đẫm nhận tìm chúng sanh trong sanh tử luân hồi rồi, cái dù là gì đi nữa thì chúng ta thấy rằng đối với bậc thánh thì cái khổ tâm của các ngài nó, bậc thánh A-la-hán, cái khổ tâm của các ngài không có, bởi vì các ngài đã đoạn trừ được những cái phiền não rồi. Nhưng mà còn lại cái dư sót của cái thân ngũ uẩn này, cái thân ngũ uẩn này là cái hệ quả của luân hồi còn dư sót. Cho nên có thân này thì là nó có cái sự sanh già, rồi bao nhiêu cái
sự cảm thọ trong đời sống, cảm thọ thuộc thân, cảm thọ nóng lạnh ở trong thân này, các ngài vẫn có những cái sự cảm thọ đó. Nhưng mà cái sự sầu khổ ở đây đó muốn nói, tức là cái sự sầu khổ mà tâm trí, cái tâm của các ngài đã đoạn trừ được các cái lậu hoặc phiền não hoàn toàn rồi, và vì vậy cho nên các ngài không có cái sự khổ lụy sầu muộn ở trong cái thân, trong cái tâm của các ngài. Nhưng mà các cái cảm thọ của thân ấy, thì nó có bởi nóng hoặc là lạnh, do thời tiết hoặc là đói khát, do cái có cái thân này, có cái thân này, cho nên cái thân này khi nào mà còn thì nó còn ít nhiều trong cái sự khổ của cái thân này, thân này. Như vậy thì ở đây đó, tôi nghĩ rằng một cái vị thánh mà hoàn toàn viên mãn cái sự giác ngộ chỉ cho bậc A-la-hán thì các ngài không còn cái sự khổ, cái nhân của sanh ra khổ nữa, bởi vì chấm dứt được cái phiền não hay là phiền lậu hoặc. Vì vậy cho nên là các ngài không còn phải sự khổ. Mình nhìn lại với một người phàm phu thì có lẽ là chúng ta dù ở trên một cái cương vị hay một vai trò nào ở trong cái đời sống này thì chúng ta có cái sự khổ nhất định, bởi vì có cái thân và tâm này, rồi cái sự hệ lụy ở trong đời sống. Cái người mà người ta thấy khổ là vì bao nhiêu cái sự cảm thọ, rồi người ta cũng không thấy được cái sự vừa lòng hay thỏa mãn ở trong cái mong cầu của mình, và vì vậy cho nên là cái sự khổ nó vẫn tiếp diễn đối với một người phàm phu. Sở dĩ mình bị sầu muộn cái này sầu muộn cái kia, bất toại nguyện ở trong cuộc sống đó, là từ ở cái tha mái mà ra. Khi mà dứt được cái tha mái thì không có cái sự khổ sầu nữa, không có cái sự khổ sầu. Thì con nghĩ rằng như là bậc thánh trong kinh nói rằng là đối với một vị thánh mà hoàn toàn đoạn tận những cái phiền não thì cái đời sống nó không còn có tái diễn, không có sự khổ nữa, không có sự khổ. Cái sự khổ mà người ta bị bi lụy ở trong cái cuộc sống, khổ mà người ta phải khổ sầu về tâm trí, tất cả những cái sự diễn ra ở trong cái pháp hành này, pháp phủ vi này, thì rõ ràng là đối với cả cái bậc thánh hoàn toàn giác ngộ thì các ngài không có khổ. Nhưng mà đối với các cái cảm thọ thì có lẽ là về đói khát nóng lạnh thì còn cái dư sót của luân hồi, cho nên là các ngài vẫn có những cái tình trạng như vậy sau khi bỏ. Bởi vì dù gì đi nữa thì cái quả của cái năm uẩn này nè là cái quả của luân hồi còn lại. Và sau khi mà dứt được cái quả của luân hồi thì không còn có một cái sự khổ mà trước mắt, cái sầu bi khổ u não đó, là khổ về tâm trí, là khổ về cái tâm, khổ về cái sự bức bách ở trong cái đời sống của mình. Và khi mà một bậc thánh đã hoàn toàn giác ngộ thì các ngài không có còn luân hồi, và trước mắt thì các ngài không còn bao nhiêu cái sự khổ lụy ở trong đời sống do sầu khổ đó mang lại. Thì con nghĩ rằng cái diện mà chấm dứt cái sự khổ thì trong cái nghĩa cả hai là cái nhân, cái mà để cho tâm trí phải đau khổ sầu muộn không còn đối với các bậc thánh, không có bậc thánh, không còn khổ đối với các bậc thánh. Rồi khi mà không còn có cái đời sống luân hồi nữa, không có cái sự tái hiện của năm quẩn nữa, thì con nghĩ rằng cái đó là cái sự chấm dứt hoàn toàn cái sự khổ đó, cả thể xác lẫn tinh thần hay là trong ngũ quẩn không còn tái hiện nữa. Thì đây là cái ý của con xin được trả lời trong qua cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Rồi có điều chi chưa đủ thì tỉnh thượng tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính thượng tọa Pháp Tân.
Thượng tọa Pháp Đăng ơi, Thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng nghe được, xin kính thỉnh Thượng tọa ngay trở lại với câu thảo luận số 4. Thượng tọa Tự Quyền ơi, Thượng tọa Tự Quyền có mặt ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tự Quyền nghe được, xin thỉnh Thượng tọa quan hệ và trả lời cho câu thảo luận số 4. Dạ, con nghe rõ. Dạ vâng, Thượng tọa Tự Quyền, chúng ta thấy có đôi khi Đức Phật thì nhắc đi nhắc lại là giới học tăng thượng, định học tăng thượng, tuệ học tăng thượng, giải thoát tăng thượng, và ngài nói đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân. Thì tôi đọc trong kinh có trường hợp nào mà có những vị tu mà có thật cảnh là tu tắc hay là đắc khách không, tức là không có trải qua những cái quá trình tu tập như giới, định, tuệ, vân vân mà được đạt đến kết quả? Xin kính xin thưa quan hệ chia sẻ một vài cái cảm nhận của thầy tọa về điểm này. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, giờ thưa để chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính lên đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Thầy Sư Thừa Tổ Giác Đẳng, Thượng Pháp Tăng, Thượng Tăng Pháp Đăng, Tâm Minh Hạnh Đệ Đức, Thầy Tuy Đệ Đức, Thầy Đức Sư Nguyên Thông, cùng chư Tăng đang hiện diện, cùng chào đến với chúng nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì khi chúng ta thấy cái kết quả chứng đắc của chư Hiền Thánh chỉ trong một cái tích tắc, một lời giảng hay là một hành động gì của các vị, như là nhìn vào cái khăn, nhìn vào một chiếc lá rơi, nhìn vào một cái tấm vải nó dơ, hay nhìn một dòng nước, và các vị ta chứng đắc thánh quả ngay trong lúc đó, thì chúng ta có nghĩ như vậy, có nghĩa chúng ta nghĩ rằng tu nhất kiếp ngộ nhất thời, hay chúng ta tu tắc coi như là nó thành tựu như vậy. Nhưng quả thật như vậy thì chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta chưa có hiểu rõ ràng về quy trình đặc chứng của các bậc thánh. Chúng ta biết là tuần tự, ví dụ như là bây giờ vào cái quy trình lộ đắc đạo cũng vậy, lộ nhập thiền cũng vậy, thì nó cũng phải tuần tự trải qua các quy trình. Cũng như nếu muốn chứng thánh thánh đạo thánh quả, dầu cho là sơ đạo sơ quả tu đà quần ấy, thì cũng phải giới định tuệ một cách liền mạch, nó bài bản. Và tiến lên cái thứ hai nữa đó, tức là tứ đại hàm, a la hàm và a la hán, thì đạo hay hoặc là từ đạo qua quả đó, thì nó đều là một cái quy trình của giới định tuệ mà nó rất là nhanh, nó rất là lẹ. Cũng như khi y như là cái pháp độ của các vị đã chín mùi rồi, y như cái computer, khi chúng ta đánh đúng vào, mà để đánh được đúng vào ở đó, cái dữ liệu nó đã có chứa sẵn, thì cũng như các pháp độ mà được chúng ta tu tập một cách đầy đủ, các dữ liệu trong đó, computer nó đã chứa, nó đã seal, nó đã cứng, để nó giữ vào trong đó, thì bây giờ nó chỉ còn một việc nữa, tức là vị ấy có một cái thực nghiệm, có một cái thực chứng kinh hoa và khai mở được, thì cái khả năng đó, cái khả năng mà enter, cái khả năng mà để mà dẫn đường thì chỉ có Đức Phật, ngài chỉ rõ cái cách, cái đạo lộ để chúng ta đi xuyên qua, thì Đức Phật ngài chỉ, nhưng chúng ta phải phải đi qua con đường đó, đi qua con đường của giới, con đường của định, con đường của tuệ, dầu cho trong thời gian nó nhanh tích tắc, trong một thời gian tích tắc, hay là tu tập cả đời, tu tập cả năm, tu tập cả tháng, tu tập cả ngày, vân vân, cả giờ. Chứ chúng ta không thể nói rằng tích tắc cái tự nhiên chúng ta thọt nhiên ngộ đạo, thình lình đắc thành Phật quả, cái vô sanh niết bàn, thì đọc cho nó nghe xuống cái câu như vậy, cái điều mà nó không có một cái quy trình đó, không ai mà đã chứng đắc thánh đạo thánh quả một cách thình lình cả, không phải hên mà chứng đắc. Như chúng ta được trúng số, chúng ta được trúng cái vật này, được may mắn cái vật kia, thì ở đây cái sự chứng thánh chứng quả chứng đạo nó không có cái chuyện mà hên xui trong đó, hoặc là được may mắn, không phải vậy. Và cũng có chuyện mà tu tắc được nữa, đi phải đi bài bản, các pháp độ phải thực hành một cách đầy đủ 10 pháp độ, và sau đó vị ấy phải tu tập và trải qua cái lý, tức là trải qua cái như là con đường bạc chánh. Ngay khi đó, thí dụ bây giờ phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh kiến, chánh tư duy khởi sanh có mặt, thì thế là chúng ta mới biết được, nó hỗ trợ cho
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, và hiểu đúng và tuân thủ đúng, tuân thủ đúng và hành. Ở đây tức là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đúng thì khởi sanh, thì quả khởi sanh. Có những lúc giới đi đầu là khi chúng ta vào quá trình sanh, nhưng quá trình tỉnh giác, quá trình thực nghiệm của nó chính là phải có tuệ đi đầu. Thì đó cũng là một lý nữa. Khi trên một quá trình sát chứng thì phải có giới, có giới đó từ đó nó hỗ trợ cho định niệm, và từ cái định niệm tuệ, nhờ cái định niệm đó mà tuệ quay sanh, đó chính là chánh kiến, chánh tư duy xuất hiện. Thì cũng như thế, nó phải đi một cách bài bản, cũng như giới phải có giới, phải có định, phải có tuệ, chứ không thể nào mà nó, tôi không cần có giới, tôi không cần có định mà tôi chứng ra, tôi tu tuệ cho nên tôi chứng tuệ, nói vậy là không có. Bây giờ nói tôi chứng về định cho nên tôi xuyên qua cả tuệ cả giới, nói như vậy không được. Hay mà tôi tu về giới, tôi đã thành tựu về định, tôi thành tựu về tuệ, cái điều đó phải xét lại. Cái sự tu tập về giới, nhưng phải giới học của bậc thánh, giới của bậc thánh, giới để sát trừ, giới để từ bỏ, chứ không phải giới để ở, giới để mà chấp trì, để sát trừ phiền não, để ly phiền não, để ly dục, đi ác phiền não. Chứ cái giới này chúng ta thọ trì, chúng ta giữ đó cũng biết nhà. Và cũng vậy, tu tập về một cách đầy đủ, tốt đẹp, nó viên mãn và nó đúng đắn thì nó mới sanh định được. Và từ cái định đó thì nó có cái, từ nhờ cái tâm nó an định, nhờ cái tâm nó không có phóng dật, thì đúng tuệ mới khởi sanh. Thì ngay cái đó thì giai đoạn này mới sát trừ phiền não. Thì cũng như là một cái người ta giỏi về toán học, thì người ta tìm cách nào đó người ta giải của đường tắt rất là lẹ. Hay là bây giờ cộng trừ nhân chia mà giải tích thì bây giờ nó vô cứ như phương trình không cần bằng giải bậc cân, thì nó rất là lẹ. Người ta chỉ quy ước nó, tức là còn cái mà mình thấy từng thường tu chứng đắc hàng ngày thì đi theo từng bước của cộng trừ nhân chia rồi lý thừa, bây giờ nó vô phương trình, vô bậc căn thì nó khác xa, nó rất là nhanh, nó rất là lẹ. Thì như thế nào, thì khi người ta tự nhiên chúng ta thấy người ta chứng minh bằng những cái bậc căn số thì chúng ta cho rằng ồ sao nó nhanh quá, nó lẹ quá. Nhưng điều quả thật thì nó phải được hỗ trợ từ cái cộng trừ nhân chia ở dưới cái con số rất là thấp ở dưới, hay các phương trình, nó phải đi qua các phương trình và chúng ta mới giải tích giải số được. Thì như vậy thì cái tu cũng vậy, không phải tự động mà tu tắc cái nó tự nhiên nó thành tựu được, thì nó không bao giờ có, không bao giờ có cái chuyện tu tắc mà thành Phật bao giờ cả. Hay tự nhiên mà hên cái chứng đắc Phật hoặc tự nhiên có kết quả tu tập an lạc vân vân, thì chuyện đó không bao giờ xảy ra. Vậy thì đây chính là cái ý nghĩ của con là như thế. Nếu có gì cần một chút thì kính chúng ta được gọi nam mô Phật thầy nhé. Sa thủ khí trình, thượng tọa tự nguyện, thượng tọa pháp đăng ấy, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa đang ở trước máy và thượng tọa đang nghe được, xin thỉnh thượng tọa con hỷ trả lời cho cô thảo luận sau cùng. Dạ có. Thượng tọa đang ở trong bài kinh hôm nay đó, một vị thiên tử là một vị thiên đó, mà hỏi Đức Phật là một người như thế nào là người mà chư thiên lễ bái. Thì cái việc mà chư thiên lễ bái một người nào đó thuộc mang thân nhân loại đó, nó mang ý nghĩa gì đặc biệt? Dựa trên cái sự cảm nhận của thượng tọa qua việc đọc kinh sách, kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ giải về điểm này. Alo. Dạ. Kính lạy quý ngài, thưa quý vị. Thì tôi xin trả lời câu này là quý vị biết rằng khi mình nói là mình đảnh lễ, ví dụ như ở trong nhà con cái đảnh lễ cha mẹ, thì cha mẹ phải có cái ân đức con cái mới đảnh lễ, hay là mình đảnh lễ thầy hay chào thầy, cúi đầu chào thầy đó, thì mình biết và vị đó đã dạy cho mình. Thì cũng như vậy chư thiên đó, thì tuy rằng nó là chư thiên thì trong đó mình cũng biết rằng chư thiên là chia làm hai loại,
thanh tịnh chư thiên là những vị thánh quả, thánh đạo đã đắc đạo quả, còn luân hồi. Còn những vị chư thiên mà do cái thiện nghiệp, thì quý vị cũng nghe chúng tôi hay trình bày đó, thì cái câu chuyện ngày Mùng Liên lên cõi trời, vị chư thiên đó nói lại, ngày hỏi lại, vì đó nói lại đó, cái nghĩa là ở đời thì do cái thiện nghiệp công đức gì mà được nàng được sanh lên làm chư thiên này. Thì vị đó nói rằng con gặp mà chư tăng ấy, con chắp tay xá chào và con kéo ghế mời ngồi. Thì quý vị biết rằng khi mà sanh làm chư thiên đó, họ cũng biết rằng cái thức, cái thiện nghiệp công đức đó, đó đa số đó là họ nhờ bố thí đến chư tăng, hoặc là nhờ chư tăng dạy cho họ giữ giới, hoặc là nhờ chư tăng dạy cho họ tu thiền, hoặc là chư tăng là đối tượng để cung kính, chư tăng là đối tượng để thuyết pháp, và chư tăng là đối tượng dạy dỗ cho mình để mình sửa đổi tri kiến. Như vậy thì chư thiên khi họ sanh lên cõi trời đó, thì họ biết những cái thiện nghiệp. Trong kinh, nếu mà quý vị mà nghe chúng tôi kể về những câu chuyện chư thiên đó, thì rất là nhiều những vị chư thiên nói lên đó là họ rất là biết ơn chư tăng. Giờ nhờ có chư tăng ở trong đời nên họ gặp chư tăng, họ xá chào đảnh lễ sanh lên cõi trời. Và chúng ta cũng thấy như là câu chuyện Mát Thác Quân Na Lý đó, mà hỏi cha của Mát Thác Quân Na Lý hỏi Đức Phật, có người nào mà chưa từng bố thí cúng dường mà chỉ có gặp ngài có lòng tỉnh tính chắp tay cúi đầu thôi, hay là có cái tâm cung kính thôi được sanh lên cõi trời? Đức Phật ngài không, ngài nói rằng không phải chỉ có một, mà rất trăm, không phải trăm ngàn, có nhiều, rất nhiều được chúng sanh khi mà họ cởi lòng mà họ kính ngưỡng Như Lai, họ sanh lên cõi trời. Như vậy thì chúng tôi nói như vậy thì quý vị biết rằng chư thiên họ sanh lên cõi trời đó, thì họ biết rằng do cái thiện nghiệp công đức, mà chư tăng là cái đối tượng để cho họ khởi lên cái thiện nghiệp công đức đó. Nên chúng tôi nói quý vị Phật tử mình để ý một điều nè, ở trong đời đó thì mình gặp chư tăng đó, mình phải khởi lên một cái lòng tỉnh tính. Còn cái chuyện mà buồn vui ở đời mà gặp chuyện vừa lòng mà mình hay không vừa lòng mình phải dẹp qua hết, mình phải tạo cái tâm tư mình như vậy, để lúc nào đó mình lâm chung mình nhớ đến hình bóng chư tăng là mình hoan hỷ mình sanh lên cõi trời. Điều đó rất là cần thiết. Nên thường thường quý vị nói Đức Phật này gọi là tao thượng, nghe tao thượng đó, mình chỉ cần cái do ngũ sắc thức là nhãn thức từng thấy chư tăng rồi, mình đã từng nghe chư tăng thuyết pháp, để bây giờ mình nằm đó mình nhớ lại cái đó thôi, mình trút hơi thở mình cũng sanh lên cõi trời. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng nhé, mình tập như vậy đó cho nó quen, chứ còn thật sự đó thì quý vị biết rằng mình mà đi chùa mà vừa ý không vừa ý đó, ví dụ như là cái chuyện mà ví dụ như là bữa hôm nay chư tăng gặp mình hỏi mình đừng hoan hỷ, mà bữa hôm nào không gặp mình hỏi, không hỏi mình là mình không hoan hỷ, cái chuyện đó mình nên dẹp qua, mình đừng để cái tâm của mình nó bận loạn như vậy, là nó rất là nguy hiểm. Và mình cứ nghĩ là chư tăng là cái ruộng phước điền, chư tăng là thuyết pháp cho mình, chư tăng là đối tượng cho mình bố thí cúng dường, chư tăng là những điều kiện nhân duyên để cho mình tu tập, mình có cái tác ý như vậy đó, thì lúc mà mình lâm chung mà mình nhớ lại thôi là mình sanh cõi trời liền, rồi mình sanh lên cõi trời liền. Bởi cái tâm tử nó dính liền cái tục sinh, là cái tâm mình chết á, tục sinh bằng cái tâm nào mình tử bằng cái tâm đó. Nhưng mà tử thì nó phải có cái tâm tục sinh, thì cái tâm tục sinh là cái tâm nó bắt nghiệp, nghiệp tướng xuống tướng. Mình chỉ cần nhớ chữ tăng thuyết pháp, hay là nhớ chữ tăng thuyết thời pháp là đó mình hoan hỷ, hoặc là nhớ chữ tăng đi bát khất thực, hay là chữ tăng gặp mình như vậy đó, thì mình hoan hỷ, hay là mình được quy y Tam Bảo, mình chỉ cần nhớ cái đó thôi thì mình sanh lên cõi trời rất là dễ dàng, không có gì khó hết. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật ngày đã nói trong kinh rất là nhiều. Đức Phật này nói rằng một vị tỳ khưu tu chỉ cần tu giữ giới trong sạch thôi, khi người ta gặp mình đã hoan hỷ là mình đã làm rất là nhiều cho quyến thuộc, bà con, cho Phật tử rồi. Nên Đức Phật ngày nói như vậy đó. Thì như vậy nên chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải nên nhớ cái điều này. Và chúng ta mà sanh làm chư thiên, chúng ta cũng sẽ đi xuống để gặp chư tăng, tiếp tục như là ông Cốc Cô Độc kia đó. Sanh về cõi trời rồi xuống gặp Đức Phật, gặp chư tăng là nói lên với ngài Xá Lợi Phất những cái lời hoan hỷ do ngài thuyết pháp lúc mà ông lâm chung, rồi ngài thuyết giảng cho ông nghe bài kinh Giáo Giới Cốc Cô Độc này kia nọ. Thì chúng ta hiểu được như vậy đó, là chúng ta thấy rằng chư thiên, là chúng ta nói vậy, chư thiên đó, họ dễ biết hơn mình rất là nhiều, tại vì họ sanh lên cõi trời, họ biết do cái phước gì bố thí một cái bông mướp, bông sen, hay là bố thí cái bông cúc, bông lan, bông huệ, bông gì đó, bố thí cái y, cái tọa cụ, hay là cái miếng vải bỏ chân bó ghẻ gì đó, sanh lên cõi trời.
nên những vị chư thiên đó họ sanh lên cõi trời, họ biết do cái nghiệp công đức đó họ sanh lên cõi trời, nên họ họ xuống họ kính chư tăng là như vậy. Còn nhiều khi mình sanh là làm người, mình làm vua chúa, làm trưởng giả, làm giàu sang quý phái, rồi mình nhiều khi mình nghĩ ông sư là người không có gia đình, hoặc là ông sư là người đi xin ăn này cái nọ, mình có thể nhìn chư tăng như vậy. Nhưng mà đối với thiên thì không có đâu gì. Chư thiên thì họ gặp chư tăng là họ biết, vì họ sanh lên cõi trời đó, họ nhớ cái phước của họ cho họ sanh lên cõi trời. Nên thường thường quý vị thấy cũng như thiên tử Hoa Quang vậy đó, lúc mà ông thấy ông hết phước, ông làm chư thiên rồi đó, ông hoảng sợ thì ông nghĩ là ông chỉ có xuống quy y Đức Phật thôi, xuống quy y Đức Phật là ông được sanh làm chư thiên trở lại. Thì quý vị hiểu rằng nhé, những cái vị chư thiên họ biết họ sanh lên do cái thiện nghiệp công đức gì, và họ mà lúc mà họ nếu mà họ suy xét đến cái nghiệp tử của họ mà họ thấy họ chết, họ rơi vào đọa xứ thì họ cũng đi kiếm chư tăng là họ nương tựa. Còn chúng ta thì không có đâu quý vị, chúng ta mà giàu có hoặc là ca sĩ, nghệ sĩ hay là mấy ông lớn bà lớn thì chết, đâu cần ai mà cần gặp chư tăng, không cần đâu. Thường thường không cần, trừ khi nào những người mà có lòng tin họ biết cái tâm cận tử và cái nghiệp tướng và thú tướng, họ gặp được chư tăng đó, họ khởi cái lòng tình tín thì họ sanh lên cõi trời, họ biết được như vậy thì họ mới thỉnh chư tăng tới thôi. Nên thường thường tâm thiện mình nói là có tâm tư là vậy đó, mình biết cái việc thiện đó trước khi mình làm, trong khi mình làm và sau khi mình làm, mình có tâm tư là mình muốn thấy vị tỳ khưu đó, thì mình kêu con cái của mình, quyến thuộc của mình để tới thỉnh vị tỳ khưu đó, là vị tỳ khưu đó mình nhìn vị tỳ khưu đó là hiện tại, hoặc là mình cúi đầu đảnh lễ, hoặc là có tâm cúng kính, cung kính vị tỳ khưu đi về, hoặc là sau đó thì mình hoan hỷ, thì mình sẽ đủ tâm tư. Thì chúng ta hiểu như vậy chúng ta mới thấy rằng những vị chư thiên đó, chúng tôi nói cái gì đó, sanh về chư thiên đó là gì, là bằng cái tâm thiện hợp trí. Và tâm thiện hợp trí đó nó có 10 việc làm: bố thí nè, trì giới nè, tu thiền nè, cung kính phục vụ, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, thính pháp, thuyết pháp và cải chánh tri kiến. Thì cái việc mà thuyết pháp là chưa tăng thuyết pháp, nhưng cái việc thính pháp là mình phải nghe. Cái việc mà cung kính á, mình phải có đối tượng để cung kính, tam bảo là đối tượng mình cung kính. Mình phục vụ cũng có đối tượng tam bảo để mình phục vụ. Rồi mình bố thí cũng có đối tượng là tăng thí, hay là chưa tăng là tất thực. Rồi mình giữ giới phải có chữ tăng truyền cho mình tam quy ngũ giới mình mới giữ giới. Mình tu thiền mình cũng phải nhờ chữ tăng dạy cho mình tu thiền chỉ hay thiền quán. Nên những cái người mà họ hiểu đàng hoàng đó, chư thiên họ hiểu đàng hoàng á, thì họ có lòng tịnh tín với tăng bảo, họ xuống hành đảnh lễ. Nhiều khi thánh tăng cũng có, phàm tăng cũng có, hoặc là họ nhắc lại những câu chuyện quá khứ, như là chúng ta nghe câu chuyện tỳ khưu Mê Ký Giá đó. Cái vị chư thiên nó xuống hỏi bạn bè của mình, bây giờ hỏi lại. Chúng ta cũng nghe rất là nhiều những câu chuyện mà như là ngài Kumara Kassapa đó, ngài cũng có vị chư thiên hỏi ngài cái gì là con đường hai ngã, cái gì là gò mối, cái gì là con rắn, cái gì là lưỡi kiếm đó. Và Đức Phật ngài giảng thì cái vị tỳ khưu đắc quả. Thì chúng ta cũng hiểu rằng những vị chư thiên này tức là bạn bè của mình cũng có, bây giờ xuống gặp mình để mình, hoặc là gặp mình rồi hỏi mình, rồi Đức Phật ngài trả lời cho mình nghe, hoặc là vị trưởng lão trả lời nghe này, rồi tiếp tục tu tập nó cũng có. Như vậy á, thì thành đó quý vị hiểu chư thiên là những người sanh do cái phước báo công đức 10 cái thiện mà chúng tôi kể đó, đa số chư thiên họ sanh lên đó thì do những cái thiện nghiệp công đức này rất là nhiều. Và chính vì vậy đó nên họ nhớ ơn chư tăng, cũng như mình nói rằng tại sao mình phải lại cha mẹ mình, vì cha mẹ mình có cái ân nuôi dưỡng mình. Tại sao mình phải chào thầy giáo mình, vì thầy giáo dạy cho mình học. Tại sao mà chư thiên phải đảnh lễ chư tăng, vì chư thiên nhớ được cái ân đức của chư tăng. Tăng bảo là như vậy, và tăng bảo là những vị đã đắc đạo quả, đang đắc đạo quả và sẽ đắc đạo quả. Nên những vị chư thiên biết chư tăng là ruột phước điền là như vậy. Thì bây giờ con xin gửi cái mic lại cho thượng tọa, cũng thấy cũng lố hết mấy phút rồi vậy. Sa thú kính thiền thượng tọa Pháp Đăng. Câu trả lời của thượng tọa Pháp Đăng đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của rừng Phật Pháp Bồ Đề Nam. Kính thiền chư tôn đức đã vào rừng để giảng dạy. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có giáo trình thắng pháp và vị giảng sư là thượng tọa Chư Sư. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
sa thú lành thai, con chúng con thành kính lãnh lễ tri ân tình tội giặc đạo đã từ bi được kết hợp ngày hôm nay. Đã cảm ơn Sư Hoa Nguyệt. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đang mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ, hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã đắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đầm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha. Dạ, con thành kính tri ân quý ngài Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng.